Vous qui avez aménagé votre emploi du temps pour pouvoir venir à notre table ronde, applaudissons notre présence et notre dynamisme. Mesdames, Messieurs, voilà l'une des tables rondes dans la série des tables rondes qui fête le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France. Les autres tables rondes ont été très bien accueillies par le public. Nous avons cherché à comprendre, il y a seulement une heure, les secrets de la gastronomie française. Et notre sujet n'est pas moins intéressant. Je me suis aperçue que certains d'entre vous sont arrivés très tôt, ce qui prouve que le vin français vous intéresse beaucoup. Et j'espère que la table ronde va vous apporter des informations. Phép được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Frédéric Orn, tùy viên hợp tác và hoạt động văn hóa, kiêm giám đốc Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đôi lời chia sẻ cùng với tòa đàm. Trân trọng kính mời bà. Xin chào tất cả quý vị. Tôi rất vui được cùng quý vị tiếp tục hoạt động của ngày hôm nay, là một ngày đặc biệt dành cho một lĩnh vực xuất sắc của Pháp, lĩnh vực ẩm thực do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức. Đúng là hôm nay chúng ta có hai hội thảo, và lúc 16 giờ thì tọa đàm đầu tiên với chủ đề tinh hoa ẩm thực Pháp đã được tổ chức. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng khám phá rượu vang Pháp. Ở Pháp, trong một bữa ăn ngon phải uống vang ngon. Không thể nói đến món ăn mà không nói đến vang, và không thể nói đến vang mà không nói đến món ăn. Và để đạt được sự kết hợp tuyệt vời đó, chúng tôi đã mời đến đây những báo cáo viên, những diễn giả ngoại hạng. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị ông Lê Hoàng Khánh Vi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia về rượu vang Sài Gòn. Ông Jean-Bernard Baudron là chuyên gia rượu vang người Pháp. Bà Thung Thị Thanh Hoan, trưởng bộ phận nông nghiệp thực phẩm của Business France tại thành phố Hồ Chí Minh, và bà ông Maxime Dubois là chuyên gia rượu vang người Pháp. Tọa đàm này là tọa đàm thứ ba trong mùa ẩm thực do Viện Pháp tổ chức nhân 50 năm kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam. Ngày 23 tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức hội thảo đầu tiên mang tên Cái nhìn giao thoa trong ẩm thực Pháp Việt. Và đã có hàng trăm người đến tham dự và hàng ngàn người theo dõi trực tuyến. Chương trình hoạt động văn hóa năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm mục đích chia sẻ và soi sáng hoạt động trao đổi văn hóa giữa hai nước của chúng ta. Thật là một niềm hạnh phúc khi tôi thấy có nhiều người quan tâm đến chủ đề này đến như vậy, nhất là người trẻ. Trước đây thì mới lúc nãy là có một buổi tọa đàm về ẩm thực Pháp, và chúng tôi đã thấy được là sự quan tâm của quý vị. Chúng ta thấy ẩm thực Pháp đúng là một nghệ thuật bắt nguồn từ lịch sử nhưng cũng hướng về tương lai. Còn bây giờ các chuyên gia sẽ giúp chúng ta biết tất cả về rượu vang Pháp. Đó là một sản phẩm được cả thế giới công nhận là có chất lượng ngoại hạng, từ kỹ năng sản xuất giống nho đến đặc điểm thổ nhưỡng, phong cách thưởng thức, và chúng ta rất là háo hức muốn biết thêm. Tôi xin phép ngừng bài phát biểu ở đây, nhưng không quên cảm ơn các nhà tài trợ và đối tác của chúng tôi là Sofitel Sài Gòn Plaza đã tạo điều kiện tổ chức tọa đàm trong khán phòng tuyệt đẹp này, và Mega Market đã hỗ trợ chúng tôi trong suốt mùa ẩm thực này. Và tôi cũng cảm ơn toàn bộ các nhà tài trợ đã góp phần to lớn cho sự thành công của sự kiện này: BNP Paribas, Air France, Quỹ Đổi Mới Sáng Tạo Vingroup, Đô Thành Ô Tô, Hoàng Nam Group, nhà hàng chay Home Vegetarian, Ngọc Nam Phát, Tina Pippa, Khởi Minh Group, TTT Holdings và Minh Long. Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn ekip Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mời quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi hoạt động của chúng tôi trên mạng xã hội.
trang Facebook của Viện Pháp, của Tổng lãnh sự quán Pháp và của Đại sứ quán Pháp để có thông tin về các sự kiện sẽ được tổ chức nữa trong năm 2023. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ mở đầu buổi tọa đàm ngày hôm nay của đại diện Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa tất cả quý vị, trước khi chúng ta đến với nội dung chính của buổi tọa đàm, chúng tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị hai phiên dịch viên là những người đồng hành cùng với chúng ta trong cabin, là những người sẽ hỗ trợ chúng ta phần chuyển ngữ để quý vị có thể hiểu một cách thấu đáo nhất về những nội dung trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin phép được dành một tràng pháo tay thật lớn cho hai phiên dịch viên của chúng ta. Xin được cảm ơn hai anh chị, hai chị rất nhiều ạ. Và thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin phép được ngay sau đây xin được giới thiệu và xin được kính mời sân khấu các diễn giả sẽ tham gia chia sẻ và tương tác với chúng ta trong buổi tọa đàm khám phá rượu vang Pháp trong buổi tối ngày hôm nay là những người có rất nhiều kinh nghiệm và rất nhiều uy tín trong lĩnh vực này. Chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Jean Bernard Bourdon, chuyên gia rượu vang, giảng viên tại trường Vatan. Trân trọng kính mời lên sân khấu ông Maxime Dubois, chuyên gia rượu vang, đại sứ rượu vang Bordeaux. Xin mời ông lên sân khấu ạ. Xin kính mời vị diễn giả tiếp theo, chị Lê Hoàng Khánh Vi, chuyên gia rượu vang, phó chủ tịch Hiệp hội Sommelier Sài Gòn. Và vị diễn giả cuối cùng của chúng ta xin được kính mời chị Tôn Thiện Thanh Oanh, trưởng bộ phận nông nghiệp và thực phẩm Business France tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ, chúng ta có hai diễn giả là nam, hai diễn giả là nữ. Và ngày buổi tọa đàm và chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay dự đoán là cũng sẽ diễn ra rất là cân bằng với rất là nhiều nội dung. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những nội dung cùng chia sẻ với nhau về chủ đề rất là thú vị, khám phá rượu vang Pháp, tôi nghĩ rằng chúng ta nên dành ít thời gian để cùng làm quen với các vị diễn giả của chúng ta để cùng xem là họ sẽ có một vài thông tin mở đầu như thế nào để chia sẻ với chúng ta ngay phần đầu của chương trình. Tôi xin phép được dành khoảng thời gian đầu tiên xin được mời ông Jean Bernard Bourdon, chuyên gia rượu vang, giảng viên tại trường Vatan sẽ có đôi lời chia sẻ với chúng ta. Và xin được bật mí là đây là những chia sẻ rất thú vị. Xin mời mọi người cùng tập trung ạ. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Chị và các bạn, tôi là Jean Bernard Bourdon. Tôi đã ở Việt Nam 16 năm và tôi trong khoảng thời gian này tôi đã chia sẻ với các người bạn, với bạn bè Việt Nam của tôi về cái đam mê ở rượu vang. Tôi làm việc như một nhà chuyên gia rượu vang và làm việc cho một công ty nhập khẩu rượu vang đến Việt Nam, và tôi cũng đảm nhận việc đào tạo các nhân lực của nhà hàng. Tôi cũng là người đào tạo của trường Vatan từ cách đây là 12 năm rồi. Và tôi rất vui khi được chia sẻ cái niềm đam mê về rượu vang cho những người Việt Nam trẻ tuổi. Và biết đâu là trong số các bạn sẽ có những nhà thử rượu vang, về sau này sẽ có những người muốn trở thành những người thử rượu vang và sẽ tiếp tục cái nguồn đam mê đó để cùng nhau khám phá rượu vang tại Việt Nam. Đối với phần chia sẻ của ông Jean Bernard thì chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe những chia sẻ của ông về lịch sử và nguồn gốc rượu vang Pháp, cũng như là những cái cách, những cái nguyên tắc rất cơ bản trong cái việc chúng ta có thể thưởng thức một chai hoặc là một ly rượu vang ngon. Dạ. Yeah. Được. Về nguồn gốc thì tôi sẽ chia sẻ sắp tới trong nội dung của mình. Tôi có chuẩn bị một cái phần dẫn nhập vào thế giới rượu vang, và tôi nghĩ là chúng ta cần biết lịch sử
của rượu vang từ đâu mà có, và nó đã có từ bao lâu rồi trên thế giới? Nói về nguồn gốc thì vang đã xuất hiện lâu lâu lắm rồi. Có một huyền thoại nói là cách đây bao nhiêu là ngàn năm đó, có một hoàng đế người Ba Tư, và người này có rất là nhiều thê thiếp. Trong những người này thì có một người thiếp không còn là cái người mà được vua hoàng đế mời tới mỗi đêm nữa, cho nên cô đã rất là buồn và muốn tự tử, muốn quyên sinh. Và cô đã tìm ra được một cái vải, trong đó có, ở trên đó có ghi là thuốc độc. Cho nên cô nói bây giờ mình sẽ uống và mình sẽ chết. Cô ấy bắt đầu uống và không hề chết tí nào. Ngược lại, cô ấy cảm thấy mình càng ngày càng hạnh phúc hơn. Cô ấy bắt đầu cười. Và hoàng đế nhà vua khi đi ngang qua thấy cô thiếp này của mình vui vẻ quá, thế là cũng bắt đầu uống với cái cô thiếp này. Thì hóa ra đó là những một cái số nho đã bị bỏ quên ở trong cái bình đó, và đã lên men và đã rượu và đã biến thành rượu vang. Và thế là một cách vô tình như vậy là nàng thiếp này đã trở lại là nàng thiếp yêu quý của hoàng đế. Đấy, huyền thoại kể như thế. Thế về nguồn gốc thì nguồn gốc lâu lắm rồi, có là từ lâu lắm rồi, và mọi chuyện đã bắt đầu ở đây, ở phía nam của nước Nga, ở Georgia và Armenia. Và đó là cách đây khoảng 6.000 năm trước công nguyên. 6.000 năm, thật ra đúng phải nói là 8.000 năm. Nhưng những cái người ta nói là 6.000 năm, 8.000 năm, nhưng những nghiên cứu gần đây, những nghiên cứu khảo cổ học cho thấy là rượu đã xuất hiện, rượu vang đã xuất hiện cách đây 10.000 năm rồi, lâu lắm rồi. Ở Georgia người ta làm rượu vang và người ta và người dân ở đó uống thường xuyên. Bia cũng vậy, cũng đã xuất hiện trên thế giới cách đây 8.000 năm, 10.000 năm trước công nguyên rồi. Cách đây 8.000 năm, 10.000 năm. Thì cái vùng mà gọi là bán đảo Tiểu Á chính là cái nôi của nghề trồng nho và ngành làm rượu vang. Và ở đây người ta vẫn tiếp tục làm rượu vang như là người ta đã làm cách đây rất là lâu, theo cái cách truyền thống. Và hiện nay người ta bắt đầu quan tâm đến các kỹ thuật làm rượu nho truyền thống như hồi trước cách đây mấy ngàn năm. Những cái kỹ thuật đó thì họ bắt đầu quan tâm và họ bắt đầu áp dụng. Từ cái vùng bán đảo Tiểu Á này thì có rất nhiều người đưa các cây nho đến các vùng ở phía Tây để mà trồng. Và như quý vị thấy ở trên ở trên bản đồ thì là việc mà trồng nho đã đi sang phía Tây như vậy, và nó đã đến Pháp cách đây 3.000 năm. Thế chúng ta thấy là cái con đường đi của cây nho nó đi qua Địa Trung Hải, rồi đi lên phía Nam của châu Âu, vân vân. Đấy, các cây nho đã đi như thế. Còn Hy Lạp cổ đại, đó là cái thời kỳ của các vua pharaoh, và ở trong các kim tự tháp khi người ta đã phát lộ ra, đã tìm thấy những cái bình bằng đất mà trong đó người ta trước đây người ta chứa rượu vang, rồi dầu ăn, vân vân, tức là thực phẩm. Và người ta cũng có tìm được những cái chum bằng đất chứa vang, và có khi là trong một cái số bình đó là ở phía dưới là có một cái lớp cặn, mà cái lớp cặn đó sau khi phân tích người ta thì đó chính là nho. Thậm chí là sau khi phân tích người ta còn có thể xác định được là cái nho đó đã được trồng ở vùng đất nào và năm nào
cái loại cái rượu nho đó đã được nho đã được hái và đã được làm thành rượu. Hy Lạp cũng là nơi sản xuất bia. Vậy thì đây là một nhân vật. Đố các bạn biết là nhân vật này là ai? Có ai biết là ai không ạ? Không ạ? Hình như là có người biết đây. Bacchus, đây là thần Bacchus. Bacchus là thần của rượu vang đối với người La Mã. Người La Mã, văn hóa La Mã, nền văn minh La Mã với Jules César là cái người là đã chiếm đóng, đã thắng tất cả châu Âu sau khi lại chiếm Hy Lạp. Thì Jules César mê rất là thích là rượu vang, và khi mà người La Mã đi đến bất kỳ nơi nào, đi châu Âu, đi Bình châu Âu rồi đi Bình là Bắc Phi, thì là họ đi, họ mang rượu theo, rượu vang theo để uống, và họ chính họ là người đã giúp cho cái rượu nho, rượu vang đi hết cả con đường đó và phát triển sang đến Pháp. Chúng ta cũng phải thấy là các vườn nho phát triển rất là mạnh dọc theo các bờ sông Rhône, Loire, ở vùng Alsace nữa, vì ở đó có sông Rhin. Là vì sao? Vì đó là những con đường giúp cho đội quân là của Jules César có thể đi vào, có thể tấn công các nước khác một cách dễ dàng. Một điều rất lý thú là khi người La Mã đến vùng Gaul, thì là lúc đó, đó là những người La Mã, quân La Mã vẫn tiếp tục chở rượu vang ở trong những cái bình bằng đất. Nhưng mà đến vùng Gaul thì họ phát hiện ra là ở vùng Gaul có một cái đồ chứa tiện lợi hơn nhiều là bằng gỗ. Và như vậy là nếu mà để rượu vang trong các thùng gỗ thì có thể vận chuyển một cách dễ dàng mà không sợ bình bị bể, không sợ thất thoát rượu vang. Cho nên bắt đầu từ thời kỳ đó, người ta bắt đầu thay thế những cái đồ đựng bằng đất, bằng những đồ đựng bằng gỗ, bằng những thùng gỗ. Vào năm 380 sau Công Nguyên, thì đây cũng là một cái khúc quanh rất là quan trọng. Đế chế La Mã bắt đầu sụp đổ và bắt đầu chuyển hướng đi theo đạo Thiên Chúa giáo. Có rất là nhiều dòng Thiên Chúa giáo sẽ đến ở tất cả các nước của châu Âu, ở Tây Ban Nha, ở Ý, và các nước này sẽ trở thành các nước theo đạo Công giáo. Và đã theo đạo Công giáo thì phải có những cái buổi cầu kinh, vân vân. Thì là khi mà làm lễ trong nhà thờ, ví dụ như là khi tưởng nhớ đến khi làm lễ trong nhà thờ thì phải dùng bánh mì và phải có rượu vang. Rượu vang chính là máu của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà người ta cần rượu vang cho các nghi thức tôn giáo, mà các linh mục thì cần, thì ngày nào cũng làm lễ cả, nên ngày nào người ta cũng cần đến rượu vang. Và những người và mà ai thì cũng thích uống rượu. Và khi tất cả các dòng tu Thiên Chúa giáo đã đến để các nước ở châu Âu,
thì các vườn nho phải phát triển ra, phải lớn hơn để có thể cung cấp nhiều rượu vang hơn, để cung cấp cho các lễ, cho các nghi thức tôn giáo, các nghi thức trong nhà thờ. Nhưng rồi cũng phải có rượu để mà bán cho nhà thờ, bán cho các tu viện, v.v. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng qua thế kỷ thứ 19. Thì càng ngày càng có nhiều thành phố, càng có nhiều dân, và như vậy thì càng ngày càng cần có nhiều rượu hơn. Rượu vang rất quan trọng, có một vai trò rất là quan trọng, không phải là chỉ về mặt văn hóa mà còn về mặt sức khỏe nữa. Chúng ta cần biết là trong tất cả cái thời kỳ vừa đó thì thà là uống rượu còn và bia hơn là uống nước. Người ta nói như vậy tại vì thường là nước mà trong các thành phố người ta uống đâu có phải là nước sạch đâu, mà người ta lấy nước ở trong giếng, người ta lấy nước ở các dòng sông, mà nước đó đó thì rất là ô nhiễm. Cho nên uống rượu, uống bia tốt hơn là uống nước. Tại mà hồi đó cũng không có hệ thống là thoát nước, rồi không có hệ thống gom rác thải v.v. Cho nên rác là cứ ra ngoài sông hết. Cho nên ngay cả đối với trẻ con cũng nên cho nó uống rượu vang hơn là uống nước. Điều đó là một thực tế cho đến thế kỷ thứ 20. Đây là một nhân vật rất quan trọng. Đố các bạn biết đây là ai? Rồi, lỡ rồi, tên của ông đã xuất hiện rồi. Ở đây có một con đường mang tên của ông đấy. Đây là ông Louis Pasteur, bác sĩ Louis Pasteur. Là một nhà bác học Pháp. Trong hàng ngàn năm, nhiều ngàn năm người ta sản xuất rượu vang mà không biết là mình làm gì, người ta không thể giải thích là chuyện gì xảy ra. Tại sao rượu nho tự nhiên, tại sao nước nho lại trở thành rượu? Người ta biết làm, nhưng mà người ta không thực sự hiểu cái quá trình đó diễn ra như thế nào, nhờ cái gì. Thế là một ngày nào đó, một người vào thế kỷ thứ 20 sẽ giải thích là quá trình lên men là như thế nào. Không phải chỉ là quá trình lên men khi làm rượu, mà quá trình bánh mì lên men và những cái thực phẩm khác lên men nữa. Tức là ông nói là có những vi khuẩn mà mắt mình không nhìn thấy, có những enzyme mà mắt mình không nhìn thấy, nhưng đó là những yếu tố giúp cho nước nho trở thành rượu, làm cho bột nở thành bánh mì, v.v. Và từ đó một cái nền khoa học mới đã xuất hiện, tiếng Pháp là l'œnologie, là khoa học về rượu vang. Và nếu mà học đàng hoàng tử tế thì chúng ta sẽ trở thành bác sĩ, như là bác sĩ y khoa, nhưng mà bác sĩ này là bác sĩ về rượu. Làm như vậy là đó là cái người trên nguyên tắc là biết tất cả những cái gì có liên quan đến rượu vang. Từ đó là cái phong cách của rượu vang sẽ thay đổi hoàn toàn. Cho đến lúc đó thì rượu vang cũng là khá ngon. Những cái loại vang đến từ những vùng mà thổ nhưỡng tốt là rượu vang khá ngon. Nhưng mà đó là vang đó thì tất cả mọi nơi ở Pháp đều sản xuất, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, ở đâu người ta cũng làm rượu vang cả. Không phải là chỗ nào cũng thích hợp để sản xuất rượu vang, nhưng người ta cố gắng làm hết. Và cũng là trong thời gian đó, các cơ sở hạ tầng sẽ phát triển và người ta bắt đầu là có thể nhập rượu vang từ những vùng khác với giá rẻ hơn. Và điều đó đã làm cho những người ở Pháp phải tìm mọi cách, các nhà sản xuất, để cải thiện chất lượng của rượu vang của mình. Và
Và đúng là thời kỳ đó là thời kỳ cải thiện chất lượng của rượu vang Pháp. Tôi cũng muốn nói về nói là vang thì là do làm từ nho, nhưng người ta sản xuất nho, người ta trồng nho, nhưng mà không phải chỗ nào cũng trồng nho được. Ở đây chúng ta có một có bản đồ thế giới, và giữa các vùng màu hồng đó thì ở đây là chúng ta có là cái nhiệt độ trung bình hàng năm thì thường á là từ 10 thì khoảng 10 độ, vì cần phải có một nhiệt độ nhất định để mà nho, để cái vườn nho phát triển một cách tử tế, để có thể từ đó làm ra được rượu vang ngon. Ở châu Âu thì rồi ở Tây Ban Nha, ở Canada, ở Mỹ, ở một số vùng của Canada và Mỹ. Còn ở Pháp thì chúng ta có Chile, có Úc và Tân Tây Lan. Đấy. Ở đi về phía Bắc thì không được tại vì nóng quá, thì lạnh quá. Còn ở vùng xích đạo thì hoặc là ẩm quá, hoặc là thời tiết quá quá nóng. Rất không may là Việt Nam lại ở gần xích đạo, nhưng mà như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể trồng nho ở đây, nhưng mà rõ ràng khí hậu của Việt Nam không thật sự thuận lợi cho việc trồng nho. Và muốn trồng nho thì phải tốn rất nhiều công, tốn rất là nhiều điều để cuối cùng kết quả sẽ không được như mong đợi. Nói về vang thì giữa những người trong ngành thì chúng tôi chia thành hai nhóm. Vang của cựu thế giới và vang của tân thế giới. Khi mà chúng ta đến các tiệm bán rượu thì đôi khi người ta xếp các rượu, các chai vang theo theo cái cách đó, tức là chúng ta sẽ thấy những cái những chai vang đến từ những nước mà quý vị thấy ở bên trái đó, tức là của cựu thế giới. Còn tân thế giới thì là những tân thế giới là do Christophe Colomb đã phát hiện ra, và nước Úc, Chile vân vân, thì đó là những là vang của thế giới. Câu chuyện về rượu vang của cựu thế giới và tân thế giới chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây với phần chia sẻ của Maxim Dubois. Nhưng mà không biết là ông Jean Bernard có muốn giới thiệu về cách mở chai rượu vang rồi nếm thử rượu vang như thế nào một cách ngắn gọn với các bạn khán giả đang theo dõi tòa đàm được không ạ? Comment essayer de le déguster? Hình như là tôi nói tôi mất nhiều thời gian quá phải không? Tại vì đó là do đam mê đấy ạ. Dĩ nhiên là tôi có thể chỉ cho quý vị làm mấy cái động tác đó. Hình như là tới cuối cùng, cuối buổi mình mới làm phải không ạ? Nhưng mà nếu bây giờ được yêu cầu thì tôi làm ngay bây giờ thôi. Nous allons réserver cela à la fin de la table ronde. On met ça à la fin? Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ nói nhanh hơn. Nói về vang vang của cựu thế giới và tân thế giới thì quý vị nhìn xem đây là những cái nhãn ở các đối với các rượu của các nước thuộc tân thế giới thì chỉ có một giống nho thôi để làm ra vang. Thường là có thể là hai, nhưng mà không bao giờ là trên là ba cả. Còn đối với các
vang của các nước thuộc cựu thế giới thì thường là hai giống nho trong chai, rồi đôi khi là rượu vang là do ba hay là bốn giống nho mà làm nên. Thế nếu nói về các về chất lượng thì ở châu Âu chúng ta có ba mức chất lượng, ba cấp độ chất lượng. Thì có những cái loại rất là rẻ là ở dưới đó, tức là cái loại vang mà chúng ta dùng trong bữa ăn hàng ngày. Xong có những cái IGP, tức là những chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, tức là vang của Pháp hay của Bordeaux hay của Bourgogne vân vân. Và cái cao nhất là AOP, tức là tên gọi xuất xứ được bảo hộ. Tức là vang ở đây đó được tạo ra từ nho trồng trên một cái vùng rất là nhỏ và có những cái ràng buộc quy định làm cho rượu vang rất ngon. Tên gọi, thế nào là một tên gọi thì chắc là quý vị biết rồi. Ví dụ như là Bordeaux là một tên gọi, là Bourgogne, Champagne là những tên gọi. Tên gọi xuất xứ được bảo hộ và có những ràng buộc rất là lớn. Ví dụ như là nho chỉ được trồng trên một cái vùng rất là xác định ranh giới và chỉ được dùng những cái giống nho nhất định, và người ta đặt luôn là năng suất tối đa phải là bao nhiêu và cái mức độ cồn trong nho, trong rượu tối thiểu phải là bao nhiêu. Và mỗi năm không phải là chỉ có nho mà ở Pháp có rất là nhiều thực phẩm mà những cái mẫu phải được gửi cho các chuyên gia thử nếm và đánh giá lại hàng năm. Ví dụ như là phô mai, không phải là chỉ có vang, có phô mai, có trái ô liu, có hành, Goroskov, rồi có con chim chép ở Mont Saint-Michel, vân vân, có rất nhiều thực phẩm phải được kiểm tra. Cho nên nếu mà quý vị muốn mua được những thực phẩm với chất lượng rất cao thì hãy mua những cái thực phẩm mà có cái nhãn hiệu là tên gọi xuất xứ được bảo vệ, vân vân. Ở Việt Nam quý vị cũng đã bắt đầu có những cái nhãn hiệu có những tên gọi xuất xứ được bảo vệ, được bảo hộ. Quý vị có biết thực phẩm nào không, sản phẩm nào không? Không biết à? Có một sản phẩm là đã được chứng nhận là tên gọi xuất xứ được bảo hộ. Đúng rồi, đó chính là nước mắm Phú Quốc. Việt Nam đã bắt đầu, đó là một điều rất tốt. Đó là một cái cách để chúng ta bảo đảm được chất lượng của sản phẩm của mình. Thế rượu vang là gì? Đó là một thức uống lên men từ nho và chỉ từ nho mà thôi. Nếu không phải là nho thì không thể gọi là vang được. Người ta thường nói là nếu mà làm rượu gạo thì nó vẫn có là rượu làm từ gạo chứ không phải là vang. Có rất nhiều giống nho, không phải là những cái loại nho mà chúng ta ăn là như là hoa quả đâu. Đây là loại nho để làm rượu vang. Đây là hai giống nho rất là nổi tiếng là Sauvignon Blanc và Chardonnay. Và được sản xuất tại vùng Loire, còn ở Bourgogne, ở Sancerre, với những hương vị rất là đặc biệt. Ở Sancerre thì là tươi mát, còn ở Bourgogne thì là tròn vị hơn, hơi ngọt hơn. Và như vậy thì còn nói tới vang đỏ thì chúng ta phải biết là cái màu đỏ đó là do cái vỏ của nho. Tại vì khi chúng ta có nho đen thì là cái nước thì nó sẽ trắng. Nho đen thì cho nước nho trắng, và nếu mà nó đỏ là do vỏ.
Ví dụ như Cabernet Sauvignon hay là Pinot Noir, đó là cái những giống nho cho ra rượu đỏ, rượu vang đỏ. Tôi đi quá xa rồi, đây là bài của đồng nghiệp của tôi rồi. Vậy thì xin nhường lời cho anh bạn đồng nghiệp này luôn. Tôi còn một phần nữa, nhưng có lẽ chút xíu nữa khi có thời gian tôi sẽ trình bày cùng quý vị. Còn bây giờ tôi không biết làm sao để trở lại cái PowerPoint của mình. Chắc có lẽ là... Phải... Xin lỗi. Kỹ thuật. Sắc vấn đề kỹ thuật đấy. Tôi sẽ cố gắng chấm dứt thật nhanh. Màu đỏ là do vỏ nho. Đó là trường hợp của Pinot Noir ở Bourgogne, Cabernet Sauvignon ở vùng Bordeaux, và cái phong cách của hai loại rượu vang này rất là khác nhau. Thế uống vang như thế nào? Cái ly để uống rượu vang rất quan trọng. Nên có chân như là những ly mà chúng ta thấy trên bàn. Nhỏ hay lớn thì không quan trọng, nhưng nên có chân. Tại sao phải có chân? Và chúng ta phải cầm như thế này, chứ còn không cầm ở cái bầu ly. Đầu tiên là khi chúng ta cầm trên bầu thì nó để lại những cái vết không có đẹp chút nào, và nó còn làm cho rượu nó ấm lên chứ. Cho nên chúng ta nên cầm bằng chân. Tuy là chúng ta dùng cái loại ly này hay là một cái ly bình thường thì các bạn sẽ thấy là cái vị, cái hương của vàng nó sẽ khác đó. Mình để nước vào trong hai cái loại ly khác nhau, hình như vị nó còn khác nhau, huống hồ gì là vàng. Vậy thì đấy, chúng ta phải cầm ly uống vang như thế nào? Còn khi chúng ta thưởng thức thì có các cái công đoạn như thế nào, thì viên phần như thế nào thì chút xíu chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Nhưng đầu tiên chúng ta phải nhìn màu vàng, tại vì màu vàng cung cấp cho ta rất nhiều thông tin về chất lượng của vàng. Chúng ta phải ngửi, vì chúng ta có thể ngửi được rất là nhiều mùi hương. Khi chúng ta là một người mới bắt đầu đi vào nghề sommelier, làm nghề chuyên gia thử rượu vang, thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ, bởi vì không ngờ là một cái loại vang lại có thể cung cấp làm cho chúng ta thấy rất là rõ bao nhiêu là mùi hương đó. Nhưng những mùi hương đó là những mùi hương tự nhiên, nó xuất phát từ giống nho, từ thổ nhưỡng, từ vùng đất mà trồng nho, chứ người ta không có thêm cái mùi nào, cái hương nào vào trong rượu vang cả. Quan trọng nữa là mình thích hay là mình không thích cái loại vang này, và mình tự hỏi là bây giờ mình uống rượu vang này khi ăn món nào thì hợp nhỉ? Tôi nghĩ là nhiệt độ chúng ta phục vụ rót rượu vào nhiệt độ nào cũng rất là quan trọng, cũng rất quan trọng. Tôi xin lỗi là đã nói dài quá, nhưng mà do là tôi thích cái chủ đề này quá, tôi đam mê quá, tôi cứ muốn nói cho nên quá giờ. Xin lỗi. Các khán giả của chúng ta đang rất là tận hưởng bài chia sẻ của ông Jean Bernard với rất nhiều thông tin và những cách chia sẻ rất là dí dỏm. Một tràng pháo tay cho vị diễn giả đầu tiên của chúng ta được không ạ?
Và tiếp theo tôi xin phép được lắng nghe phần trình bày của Maxim Dubo. Lúc nãy thì thật ra ban tổ chức đặt hàng là ông Maxim sẽ chia sẻ về sự khác nhau giữa rượu vang của cựu thế giới và tân thế giới. Nhưng mà diễn giả đầu tiên của chúng ta có hơi nói phạm chút xíu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chi tiết cụ thể hơn, cũng như là ông Maxim cũng sẽ chia sẻ thêm về sự ảnh hưởng của rượu vang Pháp trên thế giới. Thì xin mời phần chia sẻ của ông ạ. Dubo, xin cảm ơn. Xin cảm ơn các anh chị, các bạn. Trong phần trình bày của tôi, chúng ta sẽ tiếp tục với phần nội dung lúc nãy cho người của người đồng nghiệp tôi đã giới thiệu. Đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến là cái khái niệm về thổ nhưỡng. Đây là một cái khái niệm rất là quan trọng trong rượu vang Pháp. Không chỉ có rượu vang Pháp thôi mà các cái rượu vang khác. Chúng ta có thể thấy là trong lịch sử của rượu vang, mặc dù là rất là mới đây thôi, rượu vang có vị trí rất là quan trọng. Và yếu tố thổ nhưỡng là có tầm quan trọng, và có những cái vùng trồng nho hiện nay là lớn nhất ở trên thế giới, và thậm chí trở thành những vùng trồng nho thay thế với những vùng trồng nho đã tồn tại từ lâu đời. Khi chúng ta đi và nó cũng giúp cho chúng ta biết được đâu là một chai rượu vang ngon khi chúng ta thưởng thức với bạn bè hoặc đến nhà hàng. Và chúng ta sẽ cùng xem làm thế nào để chọn một chai rượu vang ngon. Đầu tiên thì khái niệm về thổ nhưỡng. Khi chúng ta nói bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha thì nó vẫn là từ terroir thôi. Đây là khái niệm đã được những thầy tu nghĩ ra. Khái niệm về thổ nhưỡng thường chúng ta nhắc đến là cái hương vị qua các vùng miền. Đó có nghĩa là khi mà nho được trồng ở một cái vùng đất riêng biệt thì nó sẽ cho ra một cái hương vị rất là riêng biệt. Chúng ta nói đến là khí hậu. Ví dụ như là những vùng có khí hậu là có mát mẻ khoảng 10 độ C, hoặc là những vùng khí hậu nóng hơn. Và trong thổ nhưỡng cũng có đất đai. Ví dụ như là ở vùng Alsace có đến 13 loại đất khác nhau. Ở vùng Bourgogne nha, thì nó lại có hàng trăm loại đất khác nhau. Vì vậy khi chúng ta thưởng thức một cái loại rượu vang thì chúng ta sẽ cảm nhận được là đó là những cái hương vị nó đã trải qua hàng nghìn năm, nó tích tụ qua cái đất bề mặt hoặc là đất ở phía bên dưới. Và chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự khác nhau đó qua các vị của rượu vang. Và bên cạnh đó còn có cái truyền thống của việc làm rượu vang. Truyền thống rượu vang ở mỗi vùng miền sẽ không giống nhau. Khi chúng ta làm rượu vang ở Bordeaux và ở Bourgogne cũng không giống nhau. Và cái công việc mà trong vườn nho hoặc là trong hầm rượu là để sản xuất rượu vang cũng không giống nhau. Và tất cả những yếu tố này đã làm nên cái khái niệm gọi là thổ nhưỡng. Trong cái suy nghĩ của người Pháp thì cépage là một cái loại nho để làm rượu vang. Thì đối với người Pháp thì nho, giống nho chỉ là một công cụ thôi. Và cái tên của giống nho cũng rất là quan trọng. Cái giống nho đó khi mà nó được nảy mầm ở một cái vùng đất và một cái khí hậu khác nhau thì nó sẽ mang cái hương vị khác nhau. Và trên cái chai rượu vang của chúng ta cũng có thể thấy là cái tên của vùng miền. Ví dụ như là trên chai rượu vang này chúng ta sẽ thấy chữ champagne. Trên nhãn rượu nho cũng có thể là ghi một cái tên vùng miền nhỏ thôi, đó là một cái ngôi làng. Ví dụ như Sancerre là một cái ngôi làng mà ở đó là người ta trồng Sauvignon Blanc. Và cái vùng đó là không cái vị của rượu của nho Sauvignon, nó lại không giống với rượu nho ở Chile.
Ví dụ như là những tôi cái rượu nho mà thương hiệu lớn, rượu nho thượng hạng, tức là rượu nho được làm với những cái cách thức rất đặc biệt so với những dòng rượu nho khác, và có thể để qua hàng chục năm, hàng trăm năm, và nó là cái loại nho, rượu nho ngon nhất. Và nó và nếu như nó còn tùy thuộc vào thời mùa vụ. Chất lượng của rượu nho có thể khác nhau nhưng mà luôn luôn là tuyệt vời. Và vì vậy, khái niệm về thổ nhưỡng rất là quan trọng. Và không chỉ ở Pháp thì mới nói đến thổ nhưỡng. Và khi người ta nói đến về các thương hiệu, cách gọi tên của các vùng miền, thì ví dụ như ở phía Bắc thì tôi có rất là cái vùng miền nhiều khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có vùng miền thổ nhưỡng trồng sô-cô-la hoặc là trồng cà phê. Và chúng ta có thể nhìn thấy là ở trên các thanh sô-cô-la thì nó có cái mảng hiệu vùng miền đó. Ví dụ như là đối với trái cây thì ở Bến Tre thì dừa sẽ ngon hơn ở vùng khác. Vì vậy khái niệm rượu nhưỡng thì không chỉ dành cho rượu vang thôi, mà đối với những cái sản phẩm khác, và nó cho cái kết quả rất là tuyệt vời tùy theo vùng miền khác nhau. Và trong khái niệm rượu nhưỡng của Pháp thì có rất là nhiều sự đa dạng. Và những cái thương hiệu này có thể là được biết đến rất là nhiều trên thế giới. Khi mà người ta nói đến thương hiệu Pháp thì người ta không chỉ nói là chỉ có rượu vang Pháp ngon, là rượu vang đỏ hoặc rượu vang trắng ngon. Có rất là nhiều rượu vang ngon, rượu vang hồng ngon ở vùng Provence. Có rất nhiều rượu vang ngon ở Bourgogne, ở vùng Bordeaux. Và nhiều rượu vang trắng ngon ở các vùng khác. Và do là sự đa dạng của các giống nho và các vùng, chúng ta không phải là nhà sản xuất rượu vang hàng đầu trên thế giới, chúng ta đứng thứ hai thôi sau Italy, nhưng mà nước Pháp có một bề dày lịch sử về sản xuất rượu vang và là đất nước có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng nhau xem với cái sự đa dạng này, và chúng ta kể một cái đường giữa, đó là cái đường song song thứ 45 đi qua Bordeaux và cái thung lũng Rhône, và kết thúc ở Okaidong. Về nguyên tắc cơ bản, tất cả cái vùng nằm ở phía Bắc thì sẽ có hương vị tươi mát hơn, nhẹ hơn, và nằm ở phía Nam thì là đậm hơn. Và đó là những giống, những cái là rượu vang chúng ta sẽ ăn với cái món có hương vị hơi nặng. Và chúng ta có thể thấy là rượu vang trắng của Bourgogne, nó lại là trường hợp đặc biệt. Nó không phải là rượu vang nhẹ mà nó lại có vị đậm đặc và hơi có cái vị bơ ngậy, có nhiều hương vị. Và ở phía ở Nam thì chúng ta lại có cái rượu vang hồng của vùng Provence. Và Provence là cái từ cái tỉnh Provence mà rượu vang đã được nhập vào nước Pháp từ thời Roma, La Mã. Nhưng mà thì các nghiên cứu về lịch sử lại không có chỉ ra là người La Mã lại uống rượu vang hồng. Đây là giống cái dòng rượu vang mới. Nhưng mà cái vùng Provence này lại là vùng sản xuất rượu vang nhiều nhất thế giới, chiếm khoảng 6% tổng sản lượng, và nó rượu vang hồng rất là dễ tiêu hóa, rất là dễ uống. Một trong những cái dòng rượu vang hồng ngon nhất thế giới. Tôi sẽ trình
giới thiệu với các bạn là cái ảnh hưởng của rượu vang Pháp ở với những cái vùng trồng rượu vang khác trên thế giới. Ví dụ như chúng ta xem ở châu Nam Mỹ hoặc là Australia hoặc là New Zealand, về vùng Tây Nam của nước Pháp, California thì đã từng là một vùng của Pháp, và đây là vùng đã bắt đầu sản xuất rượu vang. Napa Valley ở vùng California là một nơi sản xuất rượu vang đỏ rất là tuyệt vời. Đây có thể chúng ta có thể gọi là một cái vùng Bordeaux lớn. Và chúng ta có thể thấy cái giống nho như là Cabernet Sauvignon. Và ở cái vùng California này chúng ta sẽ tìm thấy tất cả những cái kỹ thuật mà trồng và sản xuất rượu nho của vùng Bordeaux. Và ở Chile, chúng ta thấy là các giống nho mà cũ của Bordeaux thì nó lại không còn, hầu như không còn tồn tại nữa. Ở vùng Valle de Loire, trên cái vĩ tuyến 45, thì vùng Valle de Loire rất là có ảnh hưởng với lại Nam Mỹ. Chúng ta có thể thấy là có giống nho Chenin Blanc. Đây là vùng có thể gọi là cái vùng của người Pháp. Francois thì Sancerre là một cái nhãn hiệu đã ảnh hưởng rất nhiều đến New Zealand, và chúng ta có thể thấy là rất nhiều nhà sản xuất ở Sancerre đã đến xây dựng những nơi mà trồng và sản xuất rượu vang. Và sử dụng những cái kỹ thuật trồng nho và làm rượu vang của vùng Sancerre. Bourgogne là một vùng nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng lớn với giống nho là Chardonnay. Chardonnay, giống nho Chardonnay là vì có tên là Chardonnay vì đó là một ngôi làng của Bourgogne nha. Vì giống nho đó đã được mọc ở ngôi làng tên là Chardonnay. Và Australia là một vùng chịu ảnh hưởng nhiều của Valle du Rhône. Và ở Australia người ta cũng rất là yêu mến rượu vang Pháp. Và cái người Australia khi đến Pháp thì họ là cái việc đầu tiên họ làm đó là họ cắt cái giống nho đó và họ đem về họ trồng ở nước Úc. Chúng ta có các giống nho như là Syrah, Grenache, Mourvèdre. Và chính những giống nho đó đã ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà sản xuất rượu vang ở Pháp. Không chỉ có giống nho thôi mà chỉ cái kỹ thuật mà làm rượu ở vùng Bordeaux. Ví dụ như là ủ rượu ở trong cái thùng gỗ sồi. Và chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều vùng miền sản xuất rượu vang trên thế giới chịu ảnh hưởng của nước Pháp. Chúng ta gọi các giống nho để sản xuất rượu vang là cépage. Thì cái giống nho này nó rất khác với lại giống nho mà chúng ta thường thấy trong siêu thị gọi là nho thương phẩm. Đây là những giống nho Pháp mà chúng ta có thể thấy rất nhiều trên thế giới. Ví dụ như Sauvignon Blanc, Chardonnay, Chenin Blanc. Đây là tức là những cái giống nho này đều có xuất xứ từ nước Pháp ở cái vùng là Loire hoặc là Bordeaux. Và với cái giống nho đen. Nho đen có thể là gọi là tất cả thế giới đều yêu thích. Thì đa phần cái giống nho này đều có nguồn gốc từ nước Pháp, Pinot Noir ở Bourgogne, Merlot ở Bordeaux, Cabernet Sauvignon cũng là ở Bordeaux, giống nho Syrah.
Trước đó người ta nghĩ đó là được giống như được nhập vào Pháp chứ không phải từ Pháp. Nhưng mà gần đây trong vài năm gần đây thì người ta đã khẳng định ở đây là giống nho từ cái vùng Bồn, Valle d'Aoron. Thời đó thì người ta phát hiện ra giống nho này đã đến từ cái vùng tên là Shiraz. Và người Pháp thì rất là khó phát âm cái chữ Shiraz, nên là họ đã gọi là Sira. Có người gọi là Sira, có người là Sira, nhưng mà thực chất giống nho này tên là Sira. Và đây là giống nho này được trồng rất nhiều ở Manh Bách, Bộc Đô. Nhưng mà hiện nay thì hầu như nó phổ biến trên thế giới. Và vì sao chúng ta lại chọn rượu vang Pháp? Nếu như mà đã trồng được nho trên nhiều nơi trên thế giới thì tại sao chúng ta lại chọn rượu vang Pháp? Ở Pháp người ta có câu là rượu vang là cái nước sốt thứ hai. Chúng ta khi đến Pháp thì chúng ta đến một quán bar thì người ta không có uống rượu vang, tại vì người ta không ăn, người ta chỉ uống cốc tai thôi. Người ta uống rượu vang ở nhà hàng. Và người ta chọn rượu vang sau khi người ta chọn cái món ăn của mình. Và tùy theo cái món ăn đó là món nào mà người ta sẽ chọn rượu vang phù hợp đi kèm với nó. Và làm thế nào để chọn được rượu vang phù hợp? Tôi có một vài lời khuyên ở đây rất là hữu dụng. Rượu vang trắng thì tươi mát và có hương trái cây, và chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được mùi vị. Ở Việt Nam thì đa phần mọi người đều không thích là chua, vì nó cái từ đó nó không có được, nó hơi tiêu cực. Nhưng mà thực tế thì cái vị hơi chua chua thì lại kích thích vị giác nhiều hơn. Và khi chúng ta dùng nước chấm muối tiêu chanh thì chúng ta lại rất thích cái vị đó vì nó hơi chua. Và chúng ta có thể dùng nó với tất cả các món mà chúng ta không có nặn chanh vào đó, ví dụ như là roti nè, thịt gà nè, và cái sốt chanh này thì là rất nhiều món Việt Nam đã sử dụng. Tất cả những món nào có thể đi được với muối chanh thì có thể đi được với rượu vang trắng. Ví dụ như Riesling, Chenin Blanc ở vùng Loire. Và tất cả những loại và tất cả những món ăn mà khi các bạn sử dụng với một cái muối chanh thì các bạn hãy nghĩ đến là chúng ta sẽ dùng nó với lại rượu vang trắng. Và nếu là chúng ta có cái rượu vang lâu năm, vì qua nhiều năm thì rượu vang sẽ ngậy hơn và có vị béo, thì cái rượu vang này sẽ đi với các món ăn mà chúng ta không có nặn chanh. Và khi mà chúng ta nặn chanh vào các món béo thì nó sẽ bị vón lại, như là chúng nặn chanh vào sữa cũng vậy, vào bơ cũng vậy. Và bởi vì vậy là tất cả những cái rượu vang mà trắng thì lâu năm thì lại thích hợp với những món là có vị béo và ngậy. Rượu vang trắng của vùng Bourgogne, rượu vang trắng của Valle d'Aoron. Đây là những dòng rượu vang trắng rất là ngon. Et
trong những cái vùng nổi tiếng khác như là Bordeaux hoặc là những cái vùng mà có nhãn hiệu là Cave. Đây là những vùng mà đã có thể là sản xuất rượu vang mà có cái chất liệu nó béo và ngậy. Đối với rượu vang đỏ thì làm sao để chúng ta chọn được món ăn với rượu vang đỏ? Chúng ta sẽ nghĩ đến một cái món uống thức uống khác cũng được tiêu thụ rất là nhiều. Đó là trà. Trà đen. Khi mà chúng ta uống, ta để trà lâu thì nên nó sẽ có vị đắng và là nó hơi khô ở trong miệng. Và cái cảm giác này chúng ta gọi là tannin. Và tannin là cái chất chát mà chúng ta tìm thấy trong rượu vang đỏ. Và nó hơi đắng, có vị ở trong miệng. Và chúng ta thêm vào một ít sữa trong trà, ví dụ như là ở trà sữa ở Việt Nam. Và chính khi cho sữa vào thì trà sữa nó sẽ tròn vị hơn. Sữa là gì? Sữa chính là protein và là chất béo. Tôi cũng rất thích uống sữa. Chất béo và protein là những điều mà các bạn cần nghĩ đến cho khi dùng với rượu vang đỏ, là một cái loại rượu vang có chất chát. Và chúng ta ở đây chúng ta có rượu vang đỏ nhẹ. Nó nằm ở phía bắc của cái vĩ tuyến 45. Rượu vang Beaujolais đỏ cũng rất là ngon. Và tức là rượu vang này thì lại không có nhiều chất chát, thì chúng ta sẽ không nên ăn nó với những thức ăn mà có nhiều protein. Và rượu vang đỏ mà gọi là tròn vị. Tròn vị có nghĩa là rất là dễ uống, khi chúng ta đưa vào miệng thì nó sẽ tròn ở trong vị mình, không có một cảm giác khó chịu nào cả. Rất là dễ uống. Có thể ở nước Anh, một vài nước Anh người ta gọi là medium body, nó lại không có quá nhiều cái chất tannin ở trong. Ở Bordeaux thì có nhiều cái rượu vang có vị vừa này, nó làm từ nho Merlot. Và cái vùng Côte du Rhône và tiếp theo chúng ta có rượu vang là đậm vị. Tất cả chúng ta đều thích uống rượu vang đậm vị, nhưng mà khi mà chúng ta không chọn đúng cái thức ăn thì không nên uống rượu vang đậm vị. Vì nếu mà khi ăn khi không đúng thức ăn thì rượu vang này nó sẽ khó chịu cho chúng ta. Khi phải đảm bảo là cái món ăn chúng ta đi kèm với rượu vang này nó có cái chất béo và nó có nhiều protein trong đó. Và những cái món ăn như tôi đã nói là có vị béo và ngậy thì rất là hợp với rượu vang đậm vị. Thì rượu vang mà nhẹ, đỏ nhẹ thì chúng ta có thể ăn với các món salad. Rượu vang đỏ rouge léger thì chúng ta có thể ăn với các loại như là cá. Rượu vang mà tròn vị chúng ta có thể ăn với lại thịt gà. Và rượu vang đỏ đậm vị thì chúng ta cần phải ăn với thịt đỏ. Khi chúng ta cần phải lưu ý khi mà tiêu thụ rượu vang đậm vị, ví dụ như là chúng ta có thể ăn với phô mai chẳng hạn. Ta xin cảm ơn các bạn. Rất nhiều thông tin và hy vọng rằng nó sẽ thực sự hữu ích đối với
tất cả quý vị đang ngồi đây cũng như là quý vị đang theo dõi livestream để chúng ta có thể thưởng thức rượu vang tốt hơn và để tận hưởng được những hương vị và những giá trị của rượu vang Pháp với rất nhiều loại khác nhau với những giá trị. Có thể nói là nếu mà không biết cách thưởng thức thì sẽ mất đi giá trị của nó đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ tiếp theo của một chuyên gia rượu vang người Việt Nam, chị Lê Hoàng Khánh Vi là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sommelier Sài Gòn. Xin mời phần chia sẻ của chị. Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã rất là lắng nghe cái phần chia sẻ của Jean Bernard cũng như là anh Maxim. Thì thật ra tất cả những cái gì mà anh Jean Bernard và Maxim chia sẻ nó rất là, phải gọi là rất là kỹ thuật. Và nếu mình nghe một hồi nha, mình sẽ hơi cảm thấy là nó khó quá, rượu vang là một cái gì đó nó quá xa vời với lại cái cuộc sống của người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà thật ra không phải. Qua bài chia sẻ của Vi thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn nó mới hơn và nó sẽ thoải mái hơn. Mình sẽ gọi là relax cái đầu của mình để mà mình có được một cái cảm xúc rất là dễ chịu đối với rượu vang. Bài chia sẻ của Vi nó sẽ không có quá nhiều hình, không có quá nhiều chữ, nó rất là đơn giản. Bởi vì đối với Vi, rượu vang nó cũng rất là đơn giản và nó rất là gần gũi. Thì về phần chia sẻ của Vi thì rượu vang đối với người Việt Nam. Vậy thì khi mà mình đặt câu hỏi, vậy thì rượu vang đến Việt Nam từ khi nào? Đâu là những dòng rượu đầu tiên mà xuất hiện tại thị trường Việt Nam? Và đâu là quốc gia đầu tiên mà mình có rượu vang tại đây? Thì câu trả lời đang nằm ở trên hình, ở trên ngay đằng sau với đây. Những dòng rượu vang đầu tiên đến Việt Nam không đâu xa lạ, chính là rượu vang Pháp. Và tại sao lại là rượu vang Pháp mà không phải là một dòng rượu vang khác? Bởi vì đơn giản thôi, đất nước của chúng ta đã từng trải qua rất là nhiều những cuộc chiến tranh. Và đã có một khoảng thời gian rất là dài chúng ta sống cùng với người Pháp. Đó là câu chuyện lịch sử. Chúng ta không bàn gì về chuyện đó cả, mình bàn về một cái gì đó thú vị hơn, đó chính là rượu vang. Thì người Pháp có một cái rất là hay, đó là khi họ đi đến đâu, họ sẽ đem truyền thống, họ sẽ đem cuộc sống của họ đến với một cái đất nước mới. Thì đối với Việt Nam chúng ta, họ đem gì ạ? Họ đem nền ẩm thực. Có những cái dòng ẩm thực nó rất là gần gũi với người Pháp. Họ đem một vài những cái rất là thú vị của cuộc sống người Pháp, thì rượu vang là một trong những cái thú vị đó. Thì họ, vào cái khoảng thời gian mà chúng ta sống chung với người Pháp vào trong lịch sử, thì họ đã đem những chai rượu vang đầu tiên qua. Thật ra đơn giản họ đem qua để làm gì ạ? Để họ uống. Để tự tận hưởng, để có một cái cảm giác rất là nhớ quê của họ. Ví dụ mình người Việt Nam mình sang nước ngoài mình đem gì ạ? Nước mắm. Dạ đúng, chính xác. Khi mà Vi đi học bên nước ngoài, Vi đem nước mắm. Tại vì đó là một cái thứ gì đó nó quá gần gũi với chúng ta. Và đối với người Pháp thì có lẽ họ không đem được bánh mì baguette, tại vì bánh mì baguette chắc 2 ngày là đã hết. Thì họ đem rượu vang, những cái thức uống có khả năng trữ rất là lâu và hoàn toàn có thể để trong nhà và uống hàng ngày. Và đó chính là những dòng rượu vang đầu tiên mà tại thị trường Việt Nam chúng ta có. Thật ra Vi đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi là tại sao Việt Nam chúng ta không trồng nho để mà sản xuất rượu vang. Thì câu trả lời nó đã nằm ở câu chuyện của anh Jean Bernard và anh Maxim. Khi mình nhìn vào bản đồ rượu vang trên toàn thế giới, Việt Nam chúng ta nằm rất là gần với đường xích đạo. Chúng ta đã nằm ngoài cái biên độ mà nó đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu nó phù hợp để mình có thể trồng nho sản xuất rượu vang. Ở Ninh Thuận chúng ta trồng rất là nhiều nho, nhưng rất tiếc đó là nho dùng để ăn hàng ngày, chứ không phải là nho làm rượu vang. Nho làm rượu vang thì hồi nãy anh Maxim nói, nó tên là, mình gọi là cépage, là những cái giống nho với nguồn gốc Vitis vinifera, rất thích hợp để làm rượu vang. Còn đối với Việt Nam chúng ta là có khí hậu nhiệt đới và nhiệt đới ẩm. Và dĩ nhiên ở miền Nam và miền Bắc rất là khác nhau. Ở miền Nam chúng ta rất là ẩm, rất là nóng. Và một năm chúng ta không có 4 mùa. Một năm chúng ta chỉ có 2 mùa thôi. Đó là mùa nóng. Và mùa gì ạ? Mùa rất nóng. Và nó rõ ràng nó không phải là một cái thổ nhưỡng. Nó không phải là một cái điều kiện lý tưởng để mà chúng ta có thể canh tác cây nho để mà sản xuất ra rượu vang. Bởi vì rượu vang mỗi một năm chúng ta chỉ thu hoạch nho mỗi năm chúng ta thu hoạch một lần duy nhất. Sau khi mình trồng cả một năm trời, khoảng 8 đến 9 tháng, và thậm chí có những năm cái mùa rượu vang, mùa nho nó bị kéo dài ra 9 tháng rưỡi, chúng ta thu hoạch và sản xuất ra cái dòng rượu vang đó, thì trên mỗi chai rượu có một cái năm, năm đó gọi là niên vụ. Ở trong tiếng Pháp là millésime, và trong tiếng Anh mình gọi là vintage. Thì mỗi năm mình chỉ
thu hoạch một lần để sản xuất ra một mùa vụ duy nhất thôi. Còn đối với Việt Nam chúng ta, bởi vì điều kiện nó lý tưởng để mà sản xuất nhau một cách rất là thường xuyên, một năm chúng ta có thể thu hoạch 2 đến 3 mùa vụ, thậm chí có những vườn nho năng suất rất là lớn, mình có thể thu hoạch đến 4 mùa vụ. Tùy vào những cái gì mình mong muốn cho vườn nho của mình thì đó lại không phải là điều kiện lý tưởng để mà chúng ta có thể làm rượu vang từ những cái giống nho đó. Thì rất là tiếc, mà Vi cũng rất là muốn uống được một chai rượu vang thực sự đến từ Việt Nam. Mà cũng có thể biết đâu trong tương lai, khi mà khí hậu đang thay đổi rất là nhanh chóng và rất là rõ rệt, thì biết đâu trong tương lai ở Việt Nam chúng ta lại có một nơi nào đó, có thể ở miền Bắc. Bây giờ đã có rồi nhưng mà họ vẫn chưa phát triển hoàn toàn, đó là ở vùng Ba Vì. Một cái điều kiện lý tưởng nhất để có thể trồng nho và làm rượu vang. Và đối với tấm hình thứ hai, vậy thì những chai rượu vang nào được đem đến Việt Nam đầu tiên và được sử dụng nhiều nhất, đó chính là rượu vang đỏ. Và tính tới thời điểm hiện tại, đã qua rất là nhiều năm rồi, thì thị trường Việt Nam vẫn là thị trường rất là ưa chuộng rượu vang đỏ. Mọi người vẫn thắc mắc là tại sao rượu ở Việt Nam mình nóng như vậy mà vẫn cứ uống rượu vang đỏ, mà không phải là những chai rượu vang hồng, những chai rượu vang trắng hoặc là rượu vang sủi. Bởi vì nó là người Việt Nam mình đã từng uống những cái loại thức uống có cồn rất là nặng. Ví dụ như là mình uống rượu đế hoặc là rượu ở miền Trung rất là nặng, và đó là cái gu rượu của người Việt Nam. Mình uống, mình rất là thích cognac nè, mình rất là thích whisky, mình rất là thích rượu đế, rượu chuối hộp chẳng hạn. Những cái dòng rượu mà mình cho mình cái cảm giác trên cái lưỡi của mình nó rất là đầy. Và khi mình uống và mình cảm nhận được cái cồn đó ở trong người. Còn đối với rượu vang thì mọi người uống khi mà chưa quen sẽ nói là thật ra mình uống cái này không đã tí nào cả. Tại vì nó chỉ có 12, 13, 14 độ cồn thôi. Thì mình sẽ cảm giác là mình uống một chai chắc cũng không say đâu. Tại vì khi mình say mình ngủ mất tiêu, mình không nhớ được. Rượu vang rất là dễ say, và khi say rồi thì mình sẽ chìm vào giấc ngủ một cách rất là dễ dàng. Thì rượu đỏ đáp ứng được cái cảm giác đó và đáp ứng được cái cách sử dụng rượu của người Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Và cũng như anh Maxim nói là tại sao mình cứ thích uống rượu đỏ mạnh. Tại vì uống nó đã, uống rượu đỏ mạnh nó rất là cảm giác đây, nó rất là chát, độ cồn rất là đậm. Và đó là tất cả những gì mình mong muốn khi mình uống rượu vang. Còn đối với rượu vang trắng thì rất tiếc là rượu vang trắng lại không hề có một vị chát nào. Và thậm chí một vài dòng rượu vang đặc biệt, rượu trắng đặc biệt thì nó sẽ chát rất là nhẹ. Và nó sẽ cho mình cái cảm xúc gì ạ? Chua quá, dòng rượu này chua quá, mình uống không quen. Mình đang tìm vị chát mà rượu vang trắng lại không có. Vậy rất tiếc mình lại phải đi tìm rượu vang đỏ. Trong khi Việt Nam mình rất là nóng, gần như Vi nói, làm gì có 4 mùa đông mình không thể nào ở miền Nam khui một chai rượu vang đỏ ra để mà cảm nhận được. Nhưng mà đó là đã là gọi là cách tiêu dùng rượu vang tại Việt Nam. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì những gì Vi thấy là mọi người đã bắt đầu có một cái sự thay đổi. Mọi người đã bắt đầu cảm thấy là rượu vang đỏ hình như hơi nặng. Mình sẽ tìm một dòng rượu vang đỏ hơi nhẹ hơn tí xíu để có thể uống nó mát hơn. Và mình đi tìm những dòng rượu vang hồng và rượu vang trắng. Thì thị trường rượu vang đang thay đổi theo hướng rất là thú vị và rất là tích cực. Tiếp theo là lại tiếp tục là những câu hỏi. Vậy thì người Việt Nam mình đôi khi dùng rượu không phải là để cảm thấy là ăn cho nó ngon miệng, mà mình dùng rượu vang để làm gì ạ? Bởi vì nó rất là tốt cho sức khỏe. Dĩ nhiên, với một cái mức sử dụng vừa phải, mỗi ngày một ly, và một ly này là 125ml hoặc là 150ml, chứ không phải là một ly 750ml. Cho nên là mình khi mình nói là mỗi ngày mình uống một ly rượu vang, thì mình nhớ cái con số là 125ml hoặc là 150, chứ không phải là như mọi người thấy trên mạng, những cái ly rất là to, đổ một thùng vô cũng chưa hết cái ly. Thì mình không dùng ly đó. Mình dùng với một cái mức vừa phải thì mình sẽ có được những cái tác dụng rất là tốt từ rượu vang. Và tất cả những gì mọi người thấy ở đằng sau đây là những cái công dụng mà khi mình sử dụng điều độ và đúng lượng thì sẽ đem đến cho người tiêu dùng của mình. Ví dụ như nó sẽ giúp cho mình hỗ trợ về tim mạch nè, về chống lão hóa. Bởi vì trong rượu vang đỏ mình có chất chứa chất tannin, chất chát, thì chất đó chính là chất chống lão hóa, anthocyanin, giúp cho mình sử dụng điều độ thì nó sẽ rất là tốt. Và dĩ nhiên cái này không phải là mình uống rượu vang trắng nó cũng không có chất chát, cho nên là đôi khi có những cái tác dụng đối với rượu vang trắng nó sẽ không có thích hợp. Và khi mình nói sử dụng rượu điều độ là mình đang nói sử dụng rượu vang điều độ, chứ không phải là sử dụng rượu mạnh điều độ. Tại vì rượu mạnh khác với rượu vang rất là nhiều.
Rượu vang là thức uống được lên men từ nho. Như là anh John Bạc Na chia sẻ là lên men chỉ từ nho mà thôi. Và thông qua quá trình lên men. Tại vì khi quá trình lên men có nghĩa là rượu vang của mình nó chỉ nằm ở mức cao nhất khoảng 15% độ cồn mà thôi. Còn đối với rượu mạnh thì là họ không thông qua quá trình lên men. Họ không chỉ thông qua quá trình lên men mà sau khi quá trình lên men còn đến bước là chưng cất nữa. Chưng cất có nghĩa là tách cồn ra khỏi nước. Và mình sẽ cô động cái cồn đó và tiếp theo mình có thể ủ hoặc là có thể ngâm với những loại trái cây, những cái củ tốt cho sức khỏe, ví dụ như vậy. Ví dụ như củ sâm, ví dụ như những cái rất là dân gian. Nhưng mà đó lại là rượu chưng cất. Vậy thì cái nồng độ của rượu chưng cất rất là cao. 45, có những chai khoảng 35, 45 và thậm chí có những dòng rượu là 48 và 50 độ. Thì mình không thể nào áp dụng là lần trước nghe Vi nói mỗi ngày uống một ly 125ml, về đổ một ly rượu mạnh 125ml uống tới cuối tuần đi vào bệnh viện luôn. Thì cái này là khi mà mình đọc một thông tin và khi mình hiểu cái thông tin đó thì mình hiểu nó toàn diện. Vậy thì những cái gì ở đây có nghĩa là mình đang sử dụng về rượu vang. Và có những trường hợp là mọi người dùng rượu vang là vì sức khỏe của mình, chứ cũng không phải là vì mình uống, bởi vì nó là một cái thói quen hàng ngày. Bởi vì rõ ràng rượu vang vẫn không phải là một phần của truyền thống của người Việt chúng ta. Trên bàn của người Pháp, tại sao người ta ở cái phần phân cấp hạng rượu á, cái phần đơn giản và thấp nhất thì nó là vin de table, là table wine, có nghĩa là trên bàn luôn luôn có một chai rượu. Đó là một thói quen. Tối họ sẽ lấy uống, hay sao họ đóng nút lại uống mỗi ngày một ly để trên bàn. Ngày hôm sau lại tới ngày tới bữa ăn thì mình lại tiếp tục giống như vậy. Còn ở Việt Nam mình thì sao ? Mỗi vùng miền nó sẽ rất là khác nhau. Ở dưới miền Tây thì mình có để chai rượu vang trên bàn để uống không ? Mình để gì ? Chai rượu đế, mỗi ngày một chum hoặc vài chum. Còn ở Sài Gòn thì cái gì được để trên bàn để uống nhiều nhất ? Bia hoặc là đơn giản hơn, trà đá. Trà đá, nó là văn hóa trà đá hoặc là văn hóa của người Việt. Cho nên mình thấy được cái sự khác nhau rất là rõ rệt giữa truyền thống của người Pháp và truyền thống của người Việt Nam. Và hiện tại thì bắt đầu người Việt mình thấy được là rượu vang nó khá là tốt cho sức khỏe. Vậy thì mình cũng sẽ, thay vì mình uống trà đá không, mình sẽ uống thêm một ly rượu vang. Để mà nó giúp tăng cường cho mình những cái sức đề kháng hoặc là giúp mình chống lão hóa hoặc là tất cả những cái rất là tốt cho sức khỏe như ở đằng sau đây. Vì nghĩ bây giờ mà chia sẻ cái này chắc hơi rất là đói bụng đúng không ạ? Đó chính là rượu vang và món ăn Việt Nam. Đây là một cái đề tài thật sự mà nói là Vi rất là yêu thích, bởi vì Vi luôn luôn sử dụng rượu vang để mà kết hợp cùng với đồ Việt. Rất là nhiều những bạn đã từng hỏi Vi là đồ Việt làm sao có thể kết hợp được với rượu vang bây giờ và làm cách nào để kết hợp nó bây giờ. Thì đây, tất cả những cái hình ở đằng sau đây đều là món Vi nấu và thử kết hợp với một chai rượu vang trong quá trình Vi có thời gian làm việc tại một nhà rượu bên Pháp. Ví dụ món này là món gì ? Bánh tôm chiên. Bánh tôm chiên hồ tây. Nhưng mà lúc đó là ở bên Pháp cho nên không có hồ tây, là bánh tôm chiên, và Vi đang kết hợp với một chai rượu ở đằng sau. Vậy thì điều thú vị ở việc kết hợp giữa rượu vang và món ăn Việt Nam là gì ? Mình kết hợp giống như anh Maxim chia sẻ, mình phải kết hợp như thế nào cho nó cân bằng, cho nó cộng hưởng chung với nhau. Ví dụ mình có một chai rượu vang rất là nhẹ thì mình phải ăn với một món gì đó nhẹ. Khi mình có một chai rượu vang đỏ nặng hơn thì mình tìm thịt, mình tìm protein, mình tìm phô mai để mình kết hợp chung với nhau. Vậy thì ở trong rượu vang mình tìm những cái yếu tố, và mình trong đồ ăn Việt Nam mình cũng tìm những cái yếu tố giống như vậy để mình có thể kết hợp chung. Đối với rượu vang mình có những cái yếu tố cơ bản. Ví dụ khi mình uống vào, như anh Maxim chia sẻ rồi, mình uống vào mình cảm gì? Vị chua nè, vị ngọt, vị chát, độ cồn. Và ở trong rượu vang còn một cái chữ này nó hơi khó để mình có thể diễn tả, đó chính là cái độ body, cái structure. Có nghĩa là cái độ đầy đặn và đậm đà của một chai rượu. Và mình sẽ lấy cái đó, mình để lên cán cân và mình cân bằng với gì? Tất cả những gì trong ẩm thực Việt Nam mình có. Ẩm thực mình Việt Nam mình vô cùng phong phú và đa dạng. Không chỉ có gia vị đâu, không chỉ có những nước mắm hoặc là những cái gì quá đậm đâu. Đồ ăn Việt Nam mình trải dài khắp cả đất nước là cả rất cả ngàn câu chuyện khác nhau và cách thức nấu và hương vị rất là khác nhau. Điều mà Vi cảm thấy thú vị nhất đối với đồ ăn Việt Nam đó chính là
triết lý âm dương. Triết lý âm dương này sẽ cộng hưởng cùng với lại triết lý ngũ hành. Hai cái này luôn luôn xuất hiện trong ẩm thực Việt Nam của chúng ta mà chúng ta không hề để ý. Vì ví dụ, khi mình ăn ốc, mình chấm với nước mắm thì ốc lạnh đúng không ạ? Chấm với nước mắm, lạnh có nghĩa là lạnh và không phải là mình ăn ốc bỏ tủ lạnh đâu, mà lạnh có nghĩa là nó mang tính hèn. Thì mình sẽ chấm với nước mắm có gì ạ? Có gừng, có sả, có ớt. Vậy tại sao mình có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao cần phải có những cái đó trong nước mắm không ạ? Đó chính là triết lý âm dương, yin and yang. Hai cái này nó sẽ cân bằng chung với nhau. Đồ lạnh, đồ mang tính hèn sẽ ăn với những cái gì mang tính ấm hơn để mà có thể cân bằng được. Và đây là một cái điều rất là thú vị ở trong ẩm thực Việt Nam. Đơn giản hơn nữa, mình ăn hàng ngày, ví dụ ở miền Trung mình có gì? Cơm hến. Cơm hến luôn được phục vụ với một chén nước súp, và trong chén nước súp đó cũng có gừng. Để mà mình có thể cân bằng lại, đây chính là triết lý âm dương. Triết lý ngũ hành. Khi mình bày biện một cái món ăn Việt Nam ra, thì bạn bè quốc tế mình luôn, ồ, tại sao món ăn của bạn nhiều màu sắc đến như vậy? Mình luôn luôn sử dụng rất là nhiều những cái loại rau củ khác nhau, rất là nhiều màu sắc khác nhau, và mỗi một cái rau củ như vậy nó luôn mang một cái bản sắc và một cái ảnh hưởng rất là khác nhau cho một món ăn. Mình ví dụ món nổi tiếng vô cùng ở Việt Nam đó chính là gỏi cuốn. Ở trong gỏi cuốn mình có rau, có củ, có dĩ nhiên có protein, có cả hải sản, tất cả mọi thứ cuốn lại chung với nhau, chấm cùng với lại nước sốt. Mình sẽ sử dụng triết lý âm dương đó để cân bằng cái triết lý ngũ hành ở trong đồ ăn Việt Nam. Và điều này nếu mà nói chắc là tới ngày mai luôn. Cho nên là Vi chỉ đưa cho mọi người thấy được cái ý tưởng của cái việc là đồ ăn Việt Nam nó thú vị đến cỡ nào. Ngoài ra, ở Việt Nam mình còn rất là nổi tiếng với gì ạ? Hồi nãy anh Maxim vừa nói, nó chính là sauce, chính là nước chấm. Và thậm chí nếu bạn qua bên Mỹ, ở Cali, người ta còn bán một chai, họ pha sẵn và họ ghi đó là nước chấm. Họ gọi đó là nước chấm. Thì đối với người nước ngoài, người Việt rất là thích chấm, thì họ sẽ pha sẵn luôn cái nước đó chấm với tất cả mọi thứ, chấm gỏi cuốn, chấm bánh xèo, chan vào cơm, tất cả mọi thứ, và họ gọi chung nó là nước chấm. Thì nước chấm là một trong những cái không thể nào tách rời ở trong một cái bàn ăn của người Việt được. Và gần như là có những gia đình là khi mình dọn đồ ăn ra mà trên bàn thiếu một chén nước mắm là coi như bữa ăn đó không có trọn vẹn. Bởi vì nó là một cái thói quen và đó chính là truyền thống của món ăn Việt Nam chúng ta. Và cuối cùng là khi mình ăn đồ Việt thì mình hay ăn món nước đúng không ạ? Món súp. Vậy mọi người nói là ăn đồ nóng, ăn súp, ăn phở, ăn bún bò, ăn hủ tiếu thì làm sao có thể kết hợp được với rượu vang? Bởi vì nó quá nóng và nó quá nhiều nước. Nhưng mà thật ra mình vẫn có thể làm được. Mình vẫn có thể trải nghiệm được. Vì rất là xin lỗi khi phải show những cái hình này vào giờ này, 8 giờ rưỡi tối. Đây là tất cả những cái hình ảnh thực tế và Vi tự trải nghiệm để tự mình đánh giá xem là liệu cái suy nghĩ của mình và cái ẩm thực Việt Nam mà mình đang nghĩ có thực sự kết hợp được với đồ ăn hay không. Và đây không phải tự nấu tự ăn mà Vi nấu cho cả các anh bạn đồng nghiệp. Và mọi người cảm thấy là thật ra đồ ăn Việt Nam đối với bạn ấy cũng giống như đồ ăn của Pháp thôi. Cũng bình thường giống như ăn đồ ăn của Ý hay là đồ ăn của Pháp giống nhau. Thay vì mọi người ăn bánh mì, ăn mì Ý thì mình ăn cơm. Đơn giản vậy thôi. Thì mình hoàn toàn có thể kết hợp. Ví dụ món kinh điển đó là món gỏi cuốn. Và mình kết hợp với một chai rượu vang trắng giống như Riesling của Đức. Trong Riesling mình có đủ vị chua, có những cái hương trái cây rất là tươi. Cái vị chua và cái sự nhẹ nhàng đó kết hợp hoàn toàn được với lại cái món gỏi cuốn. Rất là nhiều rau ở bên trong, có một lượng protein rất là nhẹ đến từ một miếng thịt và một con tôm. Hoàn toàn có thể kết hợp được chung với nhau. Hoặc là món bánh xèo. Bánh xèo mình là một món vô cùng thú vị bởi vì cái cách mà mình chuẩn bị bánh xèo ở trong bột nó có cả nước cốt dừa. Có nghĩa là nó vừa giòn, nó vừa có độ béo của mỡ, nó vừa có độ ngậy, độ tròn trịa của nước cốt dừa. Còn bên trong mình có rau củ. Cũng giống như là triết lý Vi nói âm dương ngũ hành. Ở trong đó có rau, có giá, có protein, chấm vào lại một cái nước mắm có tỏi. Và mình kết hợp với gì ạ? Một chai Sauvignon Blanc của Sancerre. Hoàn toàn rất là ngon.
Và ví dụ cơm chiên Dương Châu, đơn giản, mình chiên một chén cơm chiên Dương Châu, uống với một chai champagne rosé. Một vài ví dụ khác. Tại vì không nghĩ là giờ này nó lại trễ đến như vậy. Thực sự tra tấn. Gà quay với lại mật ong. Đây là món, cái món này nó hơi like với Nhật Bản, đó là thịt chiên với lại sốt sốt cà ri hoặc là heo quay. Heo quay ăn với cơm với lại nước sốt gừng và nước sốt giống như nước sốt mận vậy. Và mình hoàn toàn có thể kết hợp được với rất là nhiều những cái dạng rượu vang khác nhau. Từ rượu vang sủi, đến rượu vang trắng, đến rượu vang hồng, đến rượu vang đỏ đậm, rượu vang đỏ nhẹ. Tất cả mọi thứ đều có thể kết hợp được chung với nhau. Điều duy nhất khiến cho rượu đồ ăn Việt Nam và rượu vang Pháp, và cả cơm tấm nữa, điều duy nhất khiến cho mọi người luôn nghĩ là rất khó để kết hợp đồ ăn Việt Nam và rượu vang, đó chính là người Việt mình ăn khác với người Pháp. Người Pháp họ sẽ dọn từng món lên để ăn. Ví dụ mình sẽ ăn món khai vị trước, sau đó mình sẽ ăn một phần món chính. Có thể là món chính là cá, xong rồi sau đó đến món chính là thịt, sau đó mình ăn tráng miệng. Còn người Việt mình ăn theo dạng rất là khác. Đó chính là gì ạ? Mình dọn tất cả mọi thứ lên trên cùng một bàn ăn. Mình vừa có rau xào, vừa có rau luộc, vừa có đồ kho, đồ luộc, đồ chiên, tất cả mọi thứ ăn chung với nhau. Và đó chính là cái khó để mình có thể lựa chọn được đúng cái dòng rượu để mà kết hợp được với cả một bàn ăn như thế. Vậy đó là cái duy nhất mà mình cảm thấy là nó hơi khó cho việc kết hợp. Còn nếu mình tách từng món ra thì hoàn toàn, gần như tất cả những món ăn Việt Nam đều có thể kết hợp được với rượu vang. Vi sẽ cố gắng lượt qua rất là nhanh. Đó chính là đây là một trong những cái xu hướng mới ở không chỉ ở Pháp mà ở trên toàn thế giới, đó chính là canh tác vườn nho, canh tác cây nho mang tính bền vững với môi trường. Tại sao mình cần mang tính bền vững với môi trường? Bởi vì khí hậu đang nóng lên toàn cầu và nó ảnh hưởng trực tiếp đến người trồng nho. Đây là những gì mà Vi đã cảm nhận được khi mà mình làm việc ở bên Pháp. Có những mùa đông ở vùng miền Nam nước Pháp, ở vùng Lăng Ngòi Đốc, vô cùng nóng. Buổi trưa ở dưới ánh nắng mặt trời và mùa đông 35 độ. Không thể nào tưởng tượng được nó có thể nóng đến như vậy. Và người canh tác cây nho và người làm rượu vang, họ phải cố gắng thích ứng với cái sự thay đổi khí hậu này. Tại sao họ phải thích ứng ? Vì nếu mình không thích ứng và mình không nuôi dưỡng môi trường, khi môi trường quá nóng, quá khô cằn, thời tiết thay đổi quá đột ngột thì cây nho nó sẽ không thể nào phát triển và cho ra được những cái quả nho tốt để mà làm rượu. Và nếu mà mình không cho ra được những quả nho tốt để làm rượu thì dần dần người làm rượu sẽ rất là khó để mà làm cho mọi thứ thân thiện với môi trường theo hướng hữu cơ hoặc là theo hướng sinh học, biodynamic hoặc là biodynamic. Thì hiện tại đây là ở khắp nơi trên thế giới mọi người đang cố gắng để mà làm mọi thứ bền vững bằng cách nuôi dưỡng đất đai của mình xanh tốt hơn để mà bản thân đất có thể tự nuôi cây nho mà mình không cần phải là người nuôi nào. Và đây là một trong những cái chuyện không phải ngày một, ngày hai mình có thể làm được mà nó cần cả một khoảng thời gian rất là dài. Đầu tư rất là nhiều vốn về thời gian, về con người, về rất là nhiều thứ để có thể bền vững được và để có thể làm ra những chai rượu vang mang tính hữu cơ và mang tính sinh học. Và đây, nó ở những cái cách canh tác như thế này, nó tốn rất là nhiều tiền. Và đó là lý do tại sao thông thường khi mình cầm một chai rượu vang hữu cơ, mình thấy tại sao nó lại mắc hơn một chai rượu vang sinh học, tại sao nó lại mắc hơn? Bởi vì mình đã đầu tư rất là nhiều vào trong cái quá trình trồng trọt, trong quá trình canh tác. Thì chuyện này rất là đương nhiên và đôi khi mình cảm thấy rất là vui khi trả thêm một ít tiền để mà có được những cái dòng rượu vang nó bền vững hơn với môi trường. Đây là một vài những cái logo mà mình có thể tìm thấy được ở trên chai rượu vang, đặc biệt là dùng dòng rượu vang của Pháp. Đó là những cái logo mang tính mang ý nghĩa về hữu cơ. Đó chính là một cái lá của cộng đồng châu Âu và đằng sau là màu xanh. Còn nếu mình đang canh tác theo hướng sinh học này là đối với người châu Âu có thể lạ nhưng đối với người châu Á sẽ không hề lạ, bởi vì canh tác sinh học sẽ dựa trên gì ? Dựa trên cái vòng tuần hoàn của mặt trăng rất là nhiều. Giống như mình ở đây mình có lịch âm, thì đối với khi mình canh tác theo hướng hữu cơ mình cũng có lịch âm để nhìn vào con trăng, để xem ngày hôm đó trọng lực trái đất như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đến với cái hệ tuần hoàn của đất và của cây nho. Và nó tốn của mình rất là nhiều thời gian.
Và khi mình làm rượu vang sinh học thì mình hoàn toàn có thể đăng ký vào trong một cái hiệp hội. Mình làm đúng theo những tiêu chuẩn của hiệp hội đó, mình sẽ được có một cái logo gọi là Demeter. Thì cái trụ sở của cái hiệp hội này nằm ở Đức. Còn nếu mà mình vẫn canh tác theo hướng sinh học nhưng mình không đăng ký vào hiệp hội thì dĩ nhiên mình không có những cái logo như thế này. Mình có thể gọi rượu vang của mình là theo hướng hữu cơ. Đây là một vài những cái hình ảnh thực tế bản thân Vi chụp lại được trong quá trình mình đi làm ở bên Pháp. Khi mình không mang tính bền vững với môi trường và mình phá hoại đất quá nhiều thì mình sẽ thấy là những cái vườn nho rất là khô và hoàn toàn không hề có một sự sống nào ở trên vườn cây cả. Kể cả ví dụ cỏ xung quanh gốc cây hoặc là họ nuôi cỏ để lấp đầy cái mặt trên vườn nho để tạo ra nhiều những cái chất ví dụ hydrogen, nitrogen, hoàn toàn không có. Còn đối với những cái vườn mà mình canh tác theo hướng hữu cơ và thân thiện hơn thì thậm chí là mình sẽ thấy được những con bọ và những con sinh vật nó sống hoàn toàn ở trong những cái cây nho và không hề có vấn đề gì cả. Đây là cái mặt rất là ngược ở trên cùng một khi mình nói về cách canh tác. Ví dụ mình thấy đây những cái bãi đất gần như là không hề có sự sống. Và điều này rất là ảnh hưởng đến chất lượng và đến sản lượng của rượu vang. Còn bên này là mình thấy nó rất là xanh tươi. Tiếp theo Vi sẽ chia sẻ tí xíu đó là về cái nghề sommelier tại Việt Nam. Nghề sommelier là một cái nghề không hề xa lạ với người Pháp. Không hề xa lạ luôn. Gần như bạn đi đâu ở bất kỳ một cái nhà hàng nào cũng ít nhất có một bạn sommelier. Vậy thì sommelier là ai và sommelier là gì? Sommelier mình dịch một cách đơn giản là một cái bạn phục vụ có kiến thức và am hiểu rất nhiều về rượu vang và sẽ giúp cho khách hàng của mình lựa chọn được đúng cái dòng rượu để ăn với món ăn. Giống như anh Maxim chia sẻ, mình chọn đồ ăn xong mình cần chọn một dòng rượu để có thể kết hợp được với những cái món ăn đó, thì bạn sommelier sẽ là bạn hỗ trợ khách hàng để lựa chọn đúng cái dòng rượu vang đó và khui và phục vụ một cách chuyên nghiệp nhất. Vậy thì cái nghề sommelier này nó không đơn giản cho tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều hiểu được là khi mình học về rượu vang dễ lắm. Để học biết rượu vang là gì, biết chai này như thế nào, rượu vang Pháp, rượu vang Ý nó đơn giản bởi vì nó chỉ mà là 3 phần nổi thôi. Không biết được 3 phần nổi không? Khi mình càng học về rượu vang mình cảm thấy càng học mình càng không biết gì hết bởi vì nó là một cái bầu trời vô cùng là phức tạp. Tại sao ở Pháp có rất nhiều vùng rượu vang, mỗi vùng rượu vang có nhất rất nhiều làng, mỗi làng có rất nhiều phường, mỗi phường có rất nhiều những cái vườn nho nhỏ khác nhau. Thì đó là cái sự phức tạp khi mình học về rượu vang. Tất cả những cái sự phức tạp đó nằm ở 7 phân chìm. Và đây là một cái nghề thật sự mà nói nó vô cùng thú vị, vô cùng tốn thời gian để học, vô cùng tốn nhiều tiền để học. Nhưng đây là một cái mình càng học mình cảm thấy là nó thật sự rất là thú vị. Khi mình càng học mình càng đào sâu vào rượu vang, đào sâu vào cái tính chuyên môn, mình sẽ càng thấy là nó có quá nhiều thứ khiến cho mình cảm thấy là mình học mãi không chán và càng học càng không biết gì. Đó chính là tất cả những cái phần chìm ở đây. Ở Việt Nam hiện tại mình có thể mình có thể học những cái khóa ví dụ như WCT. Anh Maxim đang dạy nếu mọi người muốn biết nhiều thông tin hơn. Đó là một cái khóa có rất là nhiều những cái level khác nhau. Ví dụ mình có thể học từ level 1 nè, level 2, level 3. Nó sẽ giúp cho mình có được rất nhiều những cái kiến thức và bằng cấp của mình là bằng cấp quốc tế, được cả thế giới công nhận. Còn nếu mình không theo WCT của anh thì mình hoàn toàn có thể theo một cái khóa khác, nhưng mà khóa này ở Việt Nam hiện tại cũng chưa có. Thì cái mà Vi muốn nói ở đây chính là để học về rượu vang mình có rất là nhiều cách, mình có rất là nhiều những cái khóa để mình có thể theo đuổi. Và điều duy nhất mấy bạn cần biết đó là đừng nản khi mình học rượu vang. Từ khi mình nản mình sẽ tạm dừng ngay tại đó luôn. Và những gì mình biết nó vẫn chưa đủ rộng, chưa đủ sâu. Thì cho nên và cái tương lai của nghề sommelier tại Việt Nam là rất là lớn. Gần như tất cả nhà hàng bây giờ, nhà hàng nào cũng bán rượu vang. Những quán bar nào cũng bán rượu vang. Và họ cần những người có kiến thức và có chuyên môn để đi làm việc tại những nơi như thế. Cho nên đây là một trong những cái nghề hoàn toàn mình có thể cảm thấy là làm việc rất là thoải mái tại Việt Nam. Trong tương lai, hiện tại và trong tương lai. Vì mong muốn giới thiệu thêm một tí xíu về hiệp hội.
Vi là phó chủ tịch của Hiệp hội Sài Gòn Sơn Giới Association. Đây là một hiệp hội phi lợi nhuận. Và hiệp hội sẽ hỗ trợ tất cả những cái bạn có đam mê về nghề sommelier để phát triển nghề nghiệp, để mình biết nhiều thêm và có rất là nhiều những cái khóa để mà mình có thể tham gia và mình trải nghiệm thêm nhiều về rượu vang. Hiệp hội tuy là tên là Sài Gòn Sommelier Association nhưng hoạt động trên toàn quốc, và hiệp hội của Vi đã được gia nhập vào Hiệp hội rượu sommelier quốc tế vào tháng 7 năm trước, và đây là một cái bước tiến rất là lớn và rất là quan trọng, cũng như là một sự tự hào rất là lớn của một người Việt Nam, của một hiệp hội Việt Nam khi được cả một thế giới công nhận là ở Việt Nam đã có một hiệp hội sommelier. Thì đây là cả một cái gọi là niềm ao ước cũng như là tình yêu của tất cả những bạn sommelier trẻ tại Việt Nam. Và bước tiến này sẽ giúp cho Việt Nam mình có quyền được tham gia những cuộc thi mang tính quốc tế. Ví dụ mình có những cuộc thi châu Á Thái Bình Dương, và thậm chí là mình có thể tham gia cả cuộc thi trên toàn thế giới. Thì đây là một cái bước tiến lớn, và mình sẽ thấy được là nghề sommelier ở Việt Nam hoàn toàn là một cái tương lai rất là sáng. Và nó cần gì? Nó cần tất cả các bạn không hề nản và chú tâm trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp của mình, học hành nhiều hơn để mà có thể đem cái lá cờ Việt Nam của mình đi ra ngoài thế giới. Đây là hình ảnh của Vi rất là may mắn được cả một hiệp hội lựa chọn để mà tham gia cuộc thi sommelier mang tính thế giới. Và đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt ở trong cái cuộc thi lớn như thế này. Nó là một cái sự tự hào rất là lớn. Và mình được cầm cờ Việt Nam để mà nói với cả thế giới là ở Việt Nam chúng tôi đã có một hiệp hội. Có nghĩa là ở Việt Nam chúng tôi có tất cả những cái khả năng để phát triển về nghề nghiệp này. Và đó là... Sorry. Đó là tất cả những gì mà Vi mong muốn chia sẻ với tất cả mọi người ngồi ở đây. Xin được cảm ơn chị Khánh Vi một phần chia sẻ rất là đầy đặn về thông tin, mặc dù là thỉnh thoảng là có tra tấn chúng tôi một chút xíu. Dạ, xin phép được mời... Dạ, xin phép được mời chị Tôn Thiện Thanh Oanh, trưởng bộ phận nông nghiệp và thực phẩm của Business France tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đôi lời chia sẻ với chúng ta. Xin chào tất cả mọi người. Trước tiên là mình tên Lào Anh, mình đến từ Business France, văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên là mình muốn gửi lời cảm ơn Viện Pháp IFV đã tổ chức một cái buổi tọa đàm rất là thú vị cho về chủ đề rượu vang vào buổi tối ngày hôm nay. Và thật sự rằng là On cảm thấy là chúng ta rất là may mắn cả hội trường ngày hôm nay, vì đã có được những cái chia sẻ cực kỳ thú vị từ ba vị chuyên gia có thể gọi là đầu ngành trong cái ngành rượu vang của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như cả Việt Nam luôn á, toàn là những anh chị gạo cội. Và về phía bài trình bày của anh thì nó sẽ không có nhiều phần kỹ thuật, hay là nó cũng không có nhiều phần về chi tiết về rượu vang như thế này như của ba anh chị, mà nó chỉ là một cái tổng quan về thị trường rượu vang Pháp mà anh muốn gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, cùng vài một cái thông tin về sự tăng trưởng cũng như là hình thức phân phối. Và cũng xin phép giới thiệu một tí xíu về cơ quan của anh là cơ quan Business France. Qua các cái bài trình bày của Jean Bernard và Maxime và Vi thì các vị đã thấy rằng là nước Pháp là rất là từ lâu là đã nổi tiếng về rượu vang rồi, và trên thế giới thì Pháp luôn luôn là một trong ba nước top hàng đầu về rượu vang. Đứng đầu là Ý, và đứng Pháp và Tây Ban Nha thì luôn cạnh tranh nhau vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Năm 2022 thì Pháp đã vượt Tây Ban Nha với cái sản lượng là hơn 45 triệu hectolit để trở thành nước sản xuất rượu thứ hai. Về phần xuất khẩu thì Pháp luôn luôn là với cái vị trí là xuất khẩu rượu hàng đầu trên thế giới. Và tại thị trường Việt Nam thì Pháp cũng là một trong những nước đứng đầu. Trước đây là luôn là những nước đứng đầu, nhưng mà do là cái thị trường rượu vang ở Việt Nam mình là một thị trường ngày nay thật sự là rất là năng động và rất là cạnh tranh. Thế cho nên là có những cái sự theo đuổi rất là xích sao giữa các nước như là Pháp, Ý là những cái nước cũ, và là Chile là đến từ những cái nước sản xuất rượu vang mới mà lúc nãy là các cái vị chuyên gia cũng đã chia sẻ với chúng ta.
Về năm 2022 á, thì là về giá trị tăng thì là Pháp là nước đứng đầu với cái sự với 25 gần 26 triệu euro và tăng trưởng 53%. Thực ra nếu mà so năm 2022 không 2021 thì số liệu nó sẽ hơi là không thể hiện chính xác, bởi vì năm 2020, 2021 là những cái năm mà chúng ta bị ảnh hưởng vì đại dịch rất là nhiều. Tuy nhiên cái con số gần 26 triệu này so với năm 2019 mà là một cái năm phát triển cực tốt của chúng ta, đó là lúc đó thì Pháp xuất khẩu về thị trường Việt Nam khoảng chừng 17,7 triệu euro và so với năm 2022 là tăng rất là nhiều, và đây là một cái dấu hiệu cực kỳ đáng là khích lệ và cho thấy là cái sự hồi phục cũng rất là nhanh trong cái ngành rượu này, ngành rượu vang tại Việt Nam. Và về sản lượng thì năm 2022 thì Pháp tăng trưởng tới 79%, tuy nhiên Pháp là nước đứng thứ ba xin lỗi sau Ý và Chile tại thị trường Việt Nam. Và cũng muốn nói thêm rằng là cái sản lượng xuất khẩu rượu vang Pháp vào thị trường Việt Nam năm 2022 này đã vượt còn cao hơn là cái con số năm 2019, cũng là một cái năm số rất là thành công và cho thấy rằng là đây là thị trường Việt Nam là một thị trường rất là tiềm năng và rất là năng động và được các nhà sản xuất rượu Pháp đánh giá là thị trường năng động nhất Đông Nam Á cho tới thời điểm này. Và nói về rượu vang Pháp á, thì các anh chị ở đây cũng đã có giới thiệu với chúng ta về các cái vùng rượu vang Pháp. Nhưng mà khi mà anh đảm bảo là trong khán phòng của mình, khi nói về rượu vang Pháp thì các bạn sẽ nghĩ ngay lập tức tới cái vùng nào của rượu vang Pháp. Chính xác là vậy. Khi mà nói về rượu vang Pháp thì trong người đối với người tiêu dùng Việt Nam, cái tên hàng đầu mà xuất hiện nó là Bordeaux. Và theo các cái số liệu nghiên cứu thì cũng thấy rằng là Bordeaux là cái vùng về sản lượng cũng như là về giá trị là lớn nhất và chiếm hơn 70% cái sản lượng mà rượu vang Pháp về thị trường Việt Nam. Trước đây đó, do về cái tính chất lịch sử và Vi cũng đã chia sẻ cũng như là về chất lượng rượu thì người Việt Nam mình hầu hết là khi Vi nói về vang thì chỉ nói là Bordeaux thôi. Nhưng mà những cái năm gần đây thì đã có ngày càng nhiều hơn những cái người Việt Nam am hiểu về rượu vang và muốn khám phá nhiều hơn. Thế nên là có một vài vùng khác cũng đã lên ngôi ở tại thị trường Việt Nam, như là cái vùng Languedoc-Roussillon ở miền Nam nước Pháp là có những cái rượu vang rất là tươi mát, là phù hợp với thị trường Việt Nam. Và ngoài ra là cái vùng Bourgogne là những cái vang rất là đậm đà. Thì về mặt vì Bourgogne là cái vùng mà sản xuất rượu vang đậm và cho nên là những cái chai rượu vang rất là có giá trị. Cho nên về mặt giá trị thì Bourgogne lại vượt lên cái vùng Languedoc-Roussillon và là đứng thứ hai sau vùng Bordeaux. Tuy nhiên Bordeaux vẫn là cái vùng mà được tiêu thụ nhiều nhất ở Việt Nam mình, và cái khoảng cách giữa Bordeaux với các vùng khác thì nó cũng rất là xa. Chỉ mong là các bạn là sau này khi mà mình đã hiểu về rượu vang rồi, mình đã khám phá rượu vang rồi thì mình sẽ có những cái trải nghiệm mới với những cái vùng rượu vang khác của Pháp và rất là ngon, để mà cái gap này nó càng ngày nó càng nhỏ lại. Mình có nói thêm một tí xíu về cái thị trường rượu vang sủi. Thật ra đây mình ghi là rượu champagne, rượu vang sủi, bầu rượu vang đỏ là những cái từ mà Việt Nam mình rất hay dùng. Tuy nhiên cái từ chung của cái ngành này đó là rượu vang sủi. Và nước Pháp không chỉ nổi tiếng về rượu vang mà còn nổi tiếng về rượu champagne. Champagne là một dạng rượu vang sủi, mà vì cái rượu vang sủi đó được sản xuất ở cái vùng champagne, thế cho nên là nó được gọi là champagne. Và chỉ duy nhất rượu vang sủi được sản xuất ở vùng champagne này mới được gọi là champagne thôi. Với cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam mình thì là mình chưa có dùng nhiều champagne lắm. Chẳng hạn như là ở Pháp á, vào các cái lễ dịp lễ hội hoặc là để ăn mừng một cái dịp gì đó vui là người ta sẽ mở một chai champagne và người ta uống. Ở Việt Nam mình thì hiện nay là cái từ champagne này là vang sủi mà mình có thể dùng nhiều nhất và thấy nhất với chúng mình là ở những cái tiệc đám cưới người ta rót những cái tháp champagne đó. Nhưng mà thật ra là những cái chai champagne là chỉ rót để mà chụp hình nó đẹp thôi, chứ còn nói về uống thì chắc là cũng hơi khó để mà có thể uống được. Nhưng không có nghĩa là không có thị trường cho rượu champagne ở Việt Nam. Với cái sự phát triển của nhu cầu rồi mức độ sống của người tiêu dùng thì ngày càng nhiều rượu champagne được tiêu dùng tại Việt Nam trong các quán bar hoặc là trong các quán nhà hàng khách sạn.
như là Vi đã chia sẻ ngay từ đầu và hoặc là anh Jean Việt Nam và Maxim đó, thì cái xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam cho tới thời điểm này về rượu vang thì rượu vang đỏ vẫn là cái sự lựa chọn nhiều nhất và chiếm tới khoảng 70% trong cái sự về việc uống rượu vang ở tại thị trường Việt Nam. Và bắt đầu rượu vang trắng thì cũng đã bắt đầu từ từ có những cái bước phát triển nhiều hơn, đã có nhiều người quan tâm hơn tới rượu vang trắng và uống nhiều rượu vang trắng hơn, và một phần ít thì dành cho rượu champagne, bởi vì rượu champagne là không phải là tất cả ai cũng có quen để mà uống rượu champagne, và nó sẽ phát triển nhưng mà nó phát triển tốc độ ít hơn. Ngoài ra còn có một cái ý nữa mà anh vẫn không để vào trong này, đó là vang rosé, vang hồng. Thì cái xu hướng là những cái người trẻ bây giờ người ta thích khám phá thì người ta cũng quan tâm đến rượu vang hồng nhiều hơn, nhưng vẫn chiếm một cái tỷ trọng rất rất là nhỏ so với là những cái chai rượu vang thường thấy. Và theo cái số liệu từ Statista thì là cái lượng tiêu thụ rượu vang ở Việt Nam mình vẫn đang là rất là thấp, chỉ có khoảng chừng nửa lít trên người thôi. Với cái dân số đông như vậy thì hiển nhiên Việt Nam là một thị trường rất là tiềm năng cho các nhà xuất khẩu Pháp về đây. Và như là mình cũng, những cái ý của anh cũng đã được các bạn nói là ví dụ người, các về nam giới á, về nhu cầu người ta về rượu vang á, thì người ta sẽ thích là rượu vang đỏ nè, cái độ chát cao hoặc là cái nồng độ cao, bởi vì là mình đã quen với lại là cái việc mà uống rượu có nồng độ cao ở đây. Còn điều rất là thú vị rằng là các bạn nữ Việt Nam hoặc là giới nữ Việt Nam thì ngày càng quan tâm với rượu vang. Và đó là những người thích về gu thẩm mỹ, thích đẹp, thích khám phá những cái mới, những giống mo mới, những vùng rượu vang mới, và với cái tính tò mò thì người ta sẵn sàng khám phá hết. Và trước đây thì là rượu vang đó, thì các anh chị sẽ thấy rằng là thường thường là mình được dùng trong những cái dịp lễ hội, hoặc là cái mà mình dễ thấy nhất là Tết, dùng trong những cái giỏ quà để biếu hoặc là để cúng ông bà và sau đó thì tiêu dùng. Nhưng mà ngày nay cái sự tiêu dùng rượu vang nó không chỉ dừng ở lại đó, mà nó đã dần dần đi vào những cái bữa ăn, những cái cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam. Và đã có rất là nhiều những cái bạn trẻ hoặc là những cái mới đi làm văn phòng hoặc là tầm từ 25 tới 40 tuổi là ngày càng quan tâm rất là nhiều hơn về rượu vang và muốn chuyển từ bia sang rượu vang ngày càng nhiều. Vì là uống rượu vang cũng là một cái hình thức để mà trước tiên nó là tốt về cho sức khỏe, và sau đó là nó cũng là một cái hình thức để mà mình khẳng định cái vị thế xã hội của mình hơn nữa. Uống một ly vang thì nó rất là lịch sự, rồi những cái buổi networking, rồi nhâm nhi một ly vang và trao đổi. Và thật sự là rất mong là sau những cái sau buổi trao đổi này thì các anh chị, các cô bác, các em ngồi trong khán phòng là những người mà chưa biết tới rượu vang thì sẽ biết nhiều hơn và sẽ thử rượu vang nhiều hơn. Còn những người mà đã biết rồi thì sẽ ngày càng uống rượu vang nhiều hơn nữa với những cái yếu tố mà tốt của nó, và cũng như là đặc biệt là rượu vang Pháp. Anh cũng xin chia sẻ tí xíu về cái hình thức phân phối. Thì có những nhà sản xuất rượu vang, người ta có thể là đồng thời người ta bán trực tiếp cho các nhà nhập khẩu, cũng hoặc là người ta sẽ thông qua các công ty thương mại và các công ty thương mại sẽ bán về các nhà nhập khẩu. Và các nhà nhập khẩu thì người ta sẽ chuyển đến các nhà phân phối, và sau đó các nhà phân phối người ta sẽ có các kênh phân phối khác nhau. Ở Việt Nam thì cái kênh phân phối mà tiêu dùng tại chỗ trước đây là chiếm tỷ trọng rất lớn, khoảng chừng hơn 70%, và cái kênh tiêu dùng off-trade, tiêu dùng tại nhà thì nó chỉ chiếm 30% thôi. Tuy nhiên sau sau mùa dịch vừa rồi đó thì người ta thấy rằng là cái việc mà tiêu thụ rượu vang ở tại nhà thì nó đã phát triển ngày càng nhiều hơn so với là dùng ở trên cái on-trade Oreca, tiêu dùng tại chỗ ở đây Oreca đó, hoặc là cái sự mà tiêu thụ rượu vang tại các nhà hàng, khách sạn. Và ngoài ra đó, bây giờ cái hình thức phân phối này nó còn phát triển hơn nữa, rằng là các cái nhà phân phối người ta cũng làm ra những cái cửa hàng rượu của người ta để mà người ta trưng bày và cùng người ta cũng giới thiệu cái sản phẩm luôn. Và từ cái lúc mà cái thương mại điện tử phát triển thì đó cũng là một cái kênh rất là tốt để người tiêu dùng có thể mua được những cái chai rượu vang. Anh chỉ lấy một ví dụ chẳng hạn như ở đây là các cái cửa hàng rượu ở đây, là các bạn có thể thấy là những cái cửa hàng rượu của Red Apron
là công ty của bên Maxim. WeWy là công ty trước đây mà Vi cũng đã từng làm, hoặc là The Warehouse là những cái địa chỉ cực kỳ uy tín mà các bạn có thể tới đó và mua được những chai rượu vang để mà về dùng chia sẻ với lại gia đình hoặc là bạn bè. Rồi, cái phần về tổng quan thị trường của anh thì anh cũng đã trình bày xong, và bây giờ anh chỉ xin phép nói một tí xíu về cơ quan thương mại Business France. Cơ quan thương mại Business France là cơ quan hỗ trợ ngoại thương của chính phủ Pháp để mà giúp đỡ các cái công ty Pháp hoạt động tại nước ngoài, đồng thời là thu hút đầu tư tại Pháp. Thì Business France có trụ sở tại 54 nước và trong đó có Việt Nam. Ở vùng Đông Nam Á này thì Business France có 5 văn phòng. Riêng ở Việt Nam là có 2 văn phòng Hồ Chí Minh và văn phòng Hà Nội. Thì đối với ngành rượu vang thì Business France làm được gì? Tức là Business France thường xuyên tổ chức những cái chương trình thử rượu vang chuyên nghiệp. Ví dụ rằng là cách đây 2 ngày là ở khách sạn Caravan là bên anh cũng tổ chức một cái chương trình thử rượu chuyên nghiệp và đưa đến 34 nhà sản xuất rượu vang Pháp để mà gặp gỡ, tìm kiếm những cái nhà nhập khẩu tiềm năng tại Việt Nam. Ngoài ra thì cũng tổ chức những cái hội chợ, những cái khu gian hàng Pháp tại các hội chợ trong lĩnh vực về rượu như là ProWine, như là Vinexpo, sắp sửa tới đây diễn ra tại Singapore vào tháng 5. Ví dụ trong tụi anh luôn luôn nói về rượu vang thôi, nhưng mà tụi anh là hoạt động chung về cái mảng là nông nghiệp. Chính vì thế nếu trong khán phòng này hoặc là sau này các anh chị có quan tâm đến sản phẩm Pháp hoặc là rượu Pháp và muốn cần tìm kiếm cái nguồn hàng từ Pháp thì đừng ngần ngại liên hệ với bên Business France để có thể hỗ trợ các anh chị tốt nhất. Và bài trình bày của anh đến đây là hết, và anh xin nhường lại cái phần rất rất là thú vị, đó là cái phần thưởng thức rượu vang sẽ được tiến hành bởi ba chuyên gia ngồi tại đây ạ. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin được cảm ơn chị Thanh Oanh ạ. Kính thưa quý vị, thật sự mà nói là lúc đầu thì ban tổ chức chúng tôi đặt hàng cho các vị diễn giả là mỗi người khoảng 20 phút chia sẻ thôi. Và tôi không ngờ là các vị diễn giả của chúng ta với chủ đề này lại máu lửa đến như vậy. Bây giờ là 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi chúng ta mới lắng nghe được hết tất cả những thông tin. Và quả thật là đây là những phần chia sẻ đầy ắp thông tin cho chúng ta và càng cảm thấy là thú vị khi tìm hiểu về rượu vang Pháp. Quý vị, chắc là sau ngày hôm nay tôi về là mỗi ngày tôi cũng sẽ uống một ly rượu vang một thời gian nữa. Nếu mà quý vị gặp lại Ngọc Quý mà thấy khỏe hơn, đẹp hơn, chắc chắn là nhờ rượu vang Pháp. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, trước khi đến với phần thử rượu, xin phép hỏi là trong hội trường của chúng ta có ai có muốn chia sẻ hoặc tương tác gì nhanh với các vị diễn giả của chúng tôi không ạ? Chúng tôi xin phép được dành những khoảng thời gian ngắn còn lại cho các vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi đến thời điểm hiện tại với tọa đàm của chúng ta. Trời, dạ rồi, xin mời bạn nữ. Dạ. Bạn giới thiệu ngắn về mình và đặt câu hỏi liền cho diễn giả ha. Rồi, cảm ơn bạn. Với câu hỏi của các diễn giả thì nếu mà bất kỳ câu hỏi của các khán giả thì bất kỳ vị diễn giả nào chúng ta trả lời thì cứ cầm micro trả lời ạ. Xin chào các anh chị, xin chào bác. Dạ, em là Quỳnh Anh thì cũng đang có dịp là thử các loại rượu, và có một cái trải nghiệm mà em thường gặp ở các bạn mà gọi là bartender, các bạn cũng đang tìm hiểu về rượu vang, là các bạn thường kết hợp rượu với trái cây mà giống như là kiểu mình trộn lại á. Thì thật ra thì có loại thì cảm thấy nó khá là hợp để uống, nhưng mà có loại thì nó lại không ngon. Thì em muốn hỏi là mình có từng, các vị ở đây có từng thử là kết hợp rượu với trái cây tươi trực tiếp chưa, và liệu có những cái gợi ý nào để cho ví dụ những bạn trẻ bây giờ họ có thể kết hợp những cái món đó trong những cái buổi tiệc nhỏ của họ. Nó đơn giản giống như là việc soju kết hợp với Yakun, đó là một cái phổ biến hiện nay. Vậy thì muốn rượu vang phổ biến hơn, vậy thì có cách nào kết hợp rượu vang với trái cây hoặc là cái món nào đó bình dân mà nó ngon không ạ? Vâng, em cảm ơn. Là trộn rượu vang cùng với trái cây. Bạn làm mình nghĩ đến như Shangri-La đúng không ạ? Shangri-La. Dạ. Xin mời các vị diễn giả của chúng ta trả lời cho câu hỏi vừa rồi của bạn khán giả nữ ạ. Merci pour la question. Đã đặt câu hỏi. Nói chung, tôi nghĩ là cái điểm khác biệt rất là lớn ở Việt Nam là cái cách
sử dụng, tức là khi mà mình tiêu dùng, mình ăn trái cây đó, thì mình có những cái trái cây rất là ngọt vì chín, và có những cái trái cây thì lại mình ăn lúc mà nó chưa chín lắm, cho nên nó còn hơi sống, và mình sẽ ăn với muối, muối ớt chẳng hạn. Những cái loại mà chưa có chín lắm như là xoài xanh chẳng hạn, với một chút xíu muối, rồi mình dùng với một chút xíu xà lại nước tương, thì tôi nghĩ là cái như vậy là có thể kết hợp với rượu vang. Bởi vì là hai cái người bạn, cái cách nói là như thế, hai cái người bạn rất là tốt đối với rượu vang chính là cái mặn và cây chua. Và nó làm cho, khi mà dùng như vậy thì sẽ người ta sẽ cảm nhận được là cái vang đỏ nó đắng như thế nào, còn cái vang trắng thì nó sẽ chua như thế nào. Tức là những cái món mà ăn cùng đó sẽ giúp cho cái người tiêu thụ, cái người dùng cảm thấy những cái mặt rất là đặc biệt của loại vang mà mình uống. Nhưng có thể là chúng ta dùng những cái loại vang nó chỉ hơi ngọt một chút thôi. Tôi nghĩ là chúng ta có thể ăn hoa quả với vang như cái cách mà dùng của người Việt Nam khi dùng xoài xanh chẳng hạn. Còn dùng mà rượu vang với những cái loại trái cây mà rất ngọt thì có thể thì hơi khó hơn. Có thể là dùng với các loại vang mà không có ngọt lắm, thì nếu mà kết hợp như thế thì có thể được. Còn vị diễn giả nào muốn chia sẻ thêm về câu hỏi? Dạ. Chắc là Vi chia sẻ một tí đó. Chính là nếu mà Vi hiểu câu hỏi của bạn, có nghĩa là mình sẽ uống rượu vang không phải là uống xong rồi mình ăn kèm trái cây, mà là mình để trái cây vào trong rượu vang luôn. Thì thực tế mà nói thì mỗi một chai rượu đều phản ánh được cái hương vị rất là khác của từng giống nho và từng cái vùng và từng cái phong cách của từng nhà rượu. Cho nên nếu mà ví dụ như mình người nó giống như là mình ăn một món ăn, người đầu bếp cố gắng nấu cái món ăn đó ra một cái hương vị để mình cảm nhận được, và mình không thích và mình bỏ thêm thứ khác vào, ví dụ như mình thích bỏ tương ớt vào, mình thích vắt chanh vào, mình thích ăn với một cái loại nước sốt, hoặc là thêm muối, thêm đường gì đó, thì vô tình mình sẽ phá đi cái hương vị nguyên bản của cái chai rượu đó. Đối với sommelier, đối với Vi cũng giống như mọi người ngồi đây, thì thông thường mình sẽ rất là tránh cái việc là bỏ một cái gì đó vào rượu vang để uống. Mình sẽ rất là tôn trọng cái việc là mình sẽ cảm nhận được hương vị của cái chai rượu vang đó. Mình có thể điều chỉnh nhiệt độ, mình có thể uống vì mình muốn uống nó lạnh hơn, hoặc mình muốn uống nó nóng hơn, ấm hơn một tí xíu, hoặc là mình muốn rượu vang nó được có một cái không gian để có nhiều oxy hơn, để nó có thể bộc phát được hương vị, bằng cách là mình có thể chiết nó ra một cái bình, hoặc là mình dùng một cái ly to hơn. Thì điều này mình làm được. Còn nếu mà mình để một trái cây nào đó vào thì sẽ vô tình sẽ cái chai rượu đó mình uống nó sẽ không còn là chính nó nữa. Nhưng vẫn có những cái dạng cocktail, ví dụ như sangria, mình cho trái cây vào trong rượu vang thì, và mình bỏ đá vào, mình để những cái lát cam vào, và thậm chí mình vắt nước cam vào, thì đó sẽ trở thành một cái món cocktail luôn. Chứ mình không còn gọi nó là rượu vang ngâm chung với, hoặc là rượu vang, mình không gọi nó là rượu vang nữa, mà mình sẽ gọi nó là gì? Cocktail luôn. Thì nếu hỏi Vi có muốn bỏ trái cây vào trong rượu vang để uống không, thì rất là tiếc là Vi sẽ rất buồn để làm chuyện đó. Vi rất là muốn tôn trọng cái hương vị của chính cái chai rượu vang đó. Dạ, cảm ơn chị Vi, cảm ơn anh Maxim. Dạ, xin mời bạn nữ với đây. Chờ sao rượu vang mà toàn nữ. Dạ rồi, xin mời bạn. Cảm ơn các em chào anh chị, em tên là Phương. Thì em cũng có duyên làm trong ngành du lịch hay nhà hàng khách sạn. Thì em chỉ muốn hỏi một xíu thôi là em muốn hỏi, tại vì hôm nay là mình làm về rượu vang Pháp, em muốn hỏi là tại sao rượu vang lại phải chỉ dùng nho? Có khi nào mọi người đã nghĩ đến dùng những cái loại hoa quả khác chưa? Tại em hỏi như thế tại vì Việt Nam mình cũng có những cái loại rượu khác, ví dụ như rượu sim ở Phú Quốc này,
hay rượu dâu tằm này, có thể mình sẽ có cách nào để nó giảm cái độ cồn xuống, thì em chỉ thắc mắc thôi, tại sao những cái nước lớn nhất về thị trường rượu vang trên thế giới như Pháp, Chile, Argentina, Tây Ban Nha, España, tại sao lại chỉ dùng nho? Thì không biết là trước giờ mọi người đã có một cái loại rượu vang mà nó dùng những cái loại hoa quả khác chua. Thì em hiểu là có thể nho nó có thể dễ trồng ở những cái vùng khác nhau trên thế giới, nhưng mà em chỉ muốn thắc mắc thôi, tại vì các anh chị ở đây là chuyên gia về rượu và cũng như là về ẩm thực của toàn thế giới luôn. Dạ, xin mời ạ. Bonsoir. Oui, comme je l'avais dit dans ma présentation tout à l'heure. Nãy. Rượu vang là loại nước làm từ nho, nhưng ta có thể làm vang từ gì? Từ một cái từ những cái loại hoa quả khác, và lúc đó thì ta gọi là rượu vang trái cây. Ở Việt Nam có làm và ở nhiều nơi khác trên thế giới cũng có làm rượu vang từ những hoa quả khác, từ những trái cây khác ngoài là nho. Làm vang, rượu vang từ nho không dễ hơn làm từ những hoa quả khác, nhưng nó là một cái quy trình hoàn toàn khác. Việc làm vang đã phát triển gần như phát triển ở khắp nơi, rồi là còn tùy thị hiếu của người ta thích cái gì thì người ta sẽ làm cái loại vang đó. Còn khi mà cái cây nho nó đến ở Hy Lạp, lúc đó thì nó được phát triển rất là nhiều, bởi vì ở đó có các vùng đó thì nó rất nóng, nó rất là cằn cỗi, và ở Hy Lạp lúc đó thì chỉ có một cái cây nó phát triển rất là mạnh, đó là cây ô liu. Và khi mà cây nho đến, cây nho là một trong những loại cây mà chịu nắng, chịu gió rất là giỏi. Nó rất mạnh mẽ. Và đó là lý do khiến cho cây nho đã phát triển ở khắp mọi nơi. Quý thấy có một cánh tay cho một bạn nữ bên đây trước đây ạ. Bạn này giơ tay từ đầu chương trình đến giờ. Chủ đề thú vị quá cho nên là dạ, mời bạn. Dạ, em xin chào các diễn giả và các bạn ở đây ạ. Dạ, em muốn hỏi là ở thị trường Việt Nam hiện nay thì chúng mình có các thức uống như là bia và rượu ngâm gia truyền ở các gia đình. Thì em muốn hỏi là thị trường tiêu thụ tại Pháp chuyên về rượu vang, thì các diễn giả đây có phương pháp nào, hay là cái hướng, cái nhóm khách hàng nào mà nhóm diễn giả muốn hướng tới để mà tìm ra những khách hàng tiềm năng và những khách hàng muốn tiêu thụ, có nhu cầu tiêu thụ lâu dài đến với loại rượu vang ở Pháp, hay là mọi người có thể sáng tạo hay là cải tiến những công thức rượu vang khác nhau để tìm ra những cái hương khai vị về rượu vang phù hợp với mùi vị của người Việt Nam à. Em xin cảm ơn. Chắc là mời chị Vi à. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Nếu để rượu vang nó gần gũi hơn với người tiêu dùng thì hồi nãy Vi còn đã chia sẻ một cách, đó chính là kết hợp rượu vang với lại đồ ăn Việt Nam. Cách thứ hai để có thể rượu vang, cái đối tượng mà đối với Vi sẽ là đối tượng tương lai cho rượu vang, đó chính là các bạn trẻ hiện tại. Bởi vì các bạn trẻ hiện tại đã có rất là nhiều những cái cơ hội để hiểu về rượu vang nhiều hơn so với thế hệ đi trước. Hiện nay thì mình có thể tìm thông tin về rượu vang ở tất cả các thứ tiếng rất là dễ dàng bằng Internet. Và thông qua Internet, thông qua ví dụ những cái nền tảng như là YouTube, này, ví dụ Facebook, thì mình hoàn toàn có thể cảm nhận được rượu vang nó đã gần gũi hơn với người tiêu dùng hiện tại so với thời trước kia. Thời trước kia thì rất là khó và rất là hiếm để mình có thể có được một quyển sách nói về rượu vang, đặc biệt là bằng tiếng Việt. Nhưng hiện tại mình đã có rất là nhiều những cái nguồn thông tin, những cái bài báo viết bằng tiếng Việt, những cái sách rất là nổi tiếng về rượu vang được dịch lại bằng tiếng Việt. Và rất là nhiều những cái kênh chia sẻ về rượu vang cũng bằng tiếng Việt. Và họ đã muốn nhắm đến người tiêu dùng là người trẻ, những người luôn muốn khám phá, những người luôn muốn thử những cái gì đó mới, và những người muốn hiểu được cái nền văn hóa của phương Tây.
Và Vi hay nói vui đó là người trẻ của chúng ta bây giờ rất là may mắn, bởi vì mình như đứng trên vai người khổng lồ, có nghĩa là mình thừa hưởng lại những gì cha ông ta đã cố gắng để tạo ra như ngày hôm nay. Đó chính là sự dễ dàng giao tiếp, đó chính là mình có thể đi du lịch khắp nơi, mình có thể đi du lịch khắp nơi mà không cần phải leo lên máy bay, mình có thể du lịch ngay tại trên máy tính của mình, và mình sẽ khám phá nó, và mình cho mình một cơ hội để có thể thử nếm những cái dòng rượu đó một cách dễ dàng hơn. Và giá thành của rượu vang hiện tại, mình cũng có thể tìm được những dòng rượu không quá mắc. Còn nếu mình không thể nào mua một chai rượu thì mình có thể vào nhà hàng mình kiếm một ly rượu, thì mình sẽ trải nghiệm nó bằng cách từ từ như vậy, thì nó cũng sẽ dễ để mình tiếp cận hơn. Còn nếu để mình nói là thay đổi cái công thức của rượu vang, thì thật ra rượu vang của mỗi vùng, mỗi nhà rượu, mỗi người, mỗi cái nghệ nhân làm rượu đi, nó giống như là mỗi cái người đầu bếp vậy. Mỗi người có một cái cảm xúc khác nhau khi làm rượu. Mỗi người có được một cái vườn nho đến từ thổ nhưỡng khác nhau, cho nên bản thân rượu vang giữa nhà, ví dụ giữa một nhà và nhà kế bên, nó đã rất là khác nhau rồi. Cho nên về cơ bản là công thức là không có công thức. Mình chỉ là có những cái giống nho từ đâu, những cái nho phát triển từ cái đất đai như thế nào, truyền thống của vùng đó như thế nào, thì mình sẽ làm theo những cái xu hướng như thế. Thì hy vọng là câu trả lời của Vy cái thắc mắc của bạn. Dạ, rồi chắc không còn nhiều thời gian, nên xin phép được dành câu hỏi cho một bạn nam ạ. Bạn nam duy nhất. Dạ, xin chào diễn giả và mọi người. Dạ, tôi là Quốc Lân, là giáo viên, chỉ là một người uống hay uống van. Và đôi khi nhóm uống van mà gặp cái chai mặc dù mình rất chờ đợi van pháp nhưng không được như ý lắm, thì mình thật sự thắc mắc là tại vì mình không biết uống, hay đó là van giả. Yeah. Vậy cho nên là tôi chỉ muốn xin hỏi hai chuyện. Là chuyện thứ nhất là có hay chăng cái hiện tượng van giả ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hay là vùng khác? Và thứ nhì, nếu mà có một kiểu khác là nghe đồn á, là nhập nguyên thùng về rồi sau đó chiết ra, thì cái chất lượng của những chai van cũng là nguyên liệu thật nhưng mà chế tác tại Việt Nam đó, có khác gì với những chai van nhập hay không? Dạ. Và đây là câu hỏi thuần túy của dân hay uống thôi. Dạ, xin cảm ơn. Trước khi chị Thanh Oanh trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, đã cho một quý hỏi là anh mua van ở đâu? Thông thường thì cũng ra siêu thị, dạ, ra cửa hàng. Còn một cái hình thức khác là khá nhiều bạn qua Facebook chẳng hạn, hay là rồi, có những công ty đó cũng giới thiệu chào hàng, và thông thường giá đó thì rẻ hơn 15-20%. Dạ, tức là mua Facebook họ nói là họ nhập van của Pháp về họ bán đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Coi như là cũng là những công ty gửi catalog đến giới thiệu nghiêm túc, có vẻ trông rất là nghiêm túc. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Câu hỏi rất thực tế. Xin mời chị Oanh ạ. Dạ, rất là cảm ơn câu hỏi của anh, và cũng là một cái đề tài khá thú vị. Thì cũng xin được phép chia sẻ với anh rằng là cái hiện tượng mà rượu van giả đó cũng có. Như thực ra là cái thị trường rượu ở Việt Nam nói chung á, là cái tình trạng mà làm rượu giả thì nó cũng khá là phổ biến và khá là nhiều. Tuy nhiên á, là thường là chỉ nghiêng về rượu mạnh vì cái trái giá trị của những cái chai rượu mạnh nó khá là cao. Riêng về cái rượu vang mà làm giả thì cũng có. Giả là ở đây là người ta lấy những cái hiệu, những cái nhãn của những cái nhà Bordeaux, rồi người ta gắn lên những cái chai rượu mà nó thật sự không phải là từ Bordeaux hay là từ những cái nhà sản xuất đó. Bây giờ thì cái việc mà giả đó thì càng ngày nó đã càng bớt đi nhiều so với trước đây rồi. Và cái câu hỏi thứ hai của anh rằng là có cái việc mà nhập rượu vang từ bên Pháp nguyên thùng về đây hay không? Và cũng có anh ạ, cũng có rất là nhiều nhà người ta nhập những cái thùng vang lớn và về đây người ta sẽ đóng chai tại Việt Nam. Nói về là cái chất lượng những cái chai rượu đó nhập về đây nó dở hơn những cái chai rượu nhập về từ Pháp về nguyên chai hay không, thực ra nó cũng không hẳn. Nó sẽ là tùy vào cái loại rượu anh mua, và nó cũng phải tùy vào cái gọi là cái vùng mà từ cái van nó tới. Có những nhà ở đây người ta nhập rượu nguyên về và người ta bán vẫn rất là ngon và vẫn rất là được ưa chuộng ở trong các cái nhà hàng khách sạn đó ạ. Chỉ có một lời khuyên mà em có thể mang đến cho anh, đó rằng là thực ra có một cái câu Việt Nam mình nói là tiền nào của đó. Rượu Bordeaux mà mình mua rẻ, mà thực sự giá mình thấy nó rất rẻ, thì chắc chắn một điều rằng là nó sẽ không phải là Bordeaux thiệt. Mình cũng sẽ tự cảm nhận được đó là không Bordeaux thiệt rồi. Cho nên nếu để phải mua rượu mà anh cảm thấy anh uống và anh thỏa mãn với cái việc mà cái giá tiền anh bỏ ra mua đó, thì anh có thể đến những cái cửa hàng rượu uy tín
mà lúc nãy em đã có nói giống như là của The Warehouse hay là Red Apron hay là hoặc là đơn giản hơn là anh có thể vào trong những cái siêu thị chẳng hạn như em Mega Market, người ta có nguyên một cái gian hàng về rượu rất đẹp, rất là phong phú, và mình nên mua ở những cái chỗ uy tín như vậy để mà mình không có cảm thấy là mình bị thất vọng khi mà mình đã bỏ tiền ra mua những cái chai rượu. Em hy vọng là câu trả lời của em đã đáp ứng được cái câu hỏi của anh. Dạ. Có vẻ đáp ứng được nhu cầu về thông tin của rất nhiều khán giả. Và Ngọc Quý thì định khép lại phần trao đổi ở đây. Tuy nhiên có một khán giả là người nước ngoài rất tha thiết được đặt câu hỏi. Dạ, xin mời anh đặt câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta khép lại tọa đàm và đến với phần chia sẻ và thử rượu của dégustation. Tôi sẽ câu hỏi này là tôi thách thức. Tôi dự định tổ chức một cái buổi tiệc mời bạn bè vào tháng 7. Tôi gặp một cái Chateau Vivier 2022. Tôi nghĩ là rất ngon. Tôi sẽ để trong nhà bếp của tôi. Và tôi để là có nắng ngay đó, thì ngay cửa sổ thì có nắng, có gió, có mặt trời, có đủ thứ hết. Và tôi dự định là sẽ mở chai, khui chai một chút xíu thôi trước khi phục vụ. 2022 là hơi còn trẻ quá. Tôi nghĩ là rượu mà năm 2022 thì ở đây chưa mua được đâu ạ. Chắc là vẫn còn đang ở trong thùng gỗ và sắp tới mới được vô... Mới được đóng chai. Bảo là để ở ngoài nắng thì không được. Rượu vang là một, coi như là một sinh vật. Nó trên đó người ta không có bỏ chai, người ta không có nói là phải sử dụng trước, phải uống trước ngày nào đó. Nhưng chúng ta phải biết là đến một lúc nào đó thì là nó già quá rồi, cho nên không thể uống được nữa. Cho nên phải rất là cẩn thận khi mà chúng ta bảo quản rượu. Phải để rượu vang trong một cái nơi mát mẻ, tốt nhất là khoảng 14 độ cho đến 16 độ. Còn nếu mà quý vị nghĩ là sẽ dùng sớm thì có thể để ở một nơi khoảng 20 độ cũng được. Chứ còn nếu mà ở những cái chỗ mà nhiệt độ là 30 độ, 32 độ thì rất là không tốt đối với vàng. Tránh ánh sáng, vì ánh sáng rất là làm hại cho rượu vang của mình. Bởi vì rượu vang của mình nó sẽ già đi rất là nhanh. Và phải tìm một chỗ nào vừa mát vừa tối. Và nếu mà bạn thực sự muốn uống rượu vang ngon thì nên có một cái không gian, một cái hầm tạm gọi như vậy để mà cất rượu. Và nếu mà quý vị nghĩ là sẽ không để hàng tháng, hàng năm thì hay nhất là để vào tủ lạnh. Và ngay trước khi thưởng thức, dù đó là rượu trắng hay là rượu hồng, thì chúng ta lấy ra khỏi tủ khoảng 15-20 phút trước khi dùng thì tuyệt vời, không có vấn đề gì hết. Còn nếu không thì hãy giữ ở nhiệt độ ổn định trong tối. Và khi mà phục vụ, khi mà rót rượu ra để uống, thì nếu thỉnh thoảng là chúng ta uống rượu mà chúng ta thấy không ngon thì đó là bởi vì chúng ta đã không tuân thủ nhiệt độ. Có khi là nó lạnh quá hoặc là có khi nóng quá, rượu nó cũng không còn ngon như chúng ta muốn, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng tannin hay là đến vị chua của rượu. Bởi vì chúng ta phải rượu nó ngon là bởi vì nó đạt được một cái quân bình giữa các yếu tố tạo nên rượu. Cho nên đó là khi mà nhiệt độ không đúng thì nó làm cho rượu không còn ngon nữa. Đó là lý do vì sao đối với một số rượu chúng ta được khuyến cáo là hãy phục vụ lúc nhiệt độ khoảng là 13 độ hay là 15 độ gì đó. Đó là những khuyến cáo để bảo đảm chất lượng của rượu.
Còn nếu mà muốn mua đó thì hãy cố gắng là đến những cái nơi là chuyên bán rượu vang để họ có thể tư vấn cho các bạn là dùng là như uống rượu như thế nào, uống rượu trong nhiệt độ phòng hay là phải uống với cái nhiệt độ là lạnh hơn hay sau đó. Nhưng mà ngay ở Pháp người ta rất nhiều người tiêu thụ còn không biết là nhiệt độ phòng, cái từ chambre là như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì không biết. Nhưng mà hồi xưa đó, cách đây 300-400 năm, khi mà tường nhà bằng đá thì nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng khoảng 13-15 độ, cho nên cái lời khuyên đó lúc đó là chưa có. Il y a aussi, parce que c'est vrai que la lumière est un gros facteur de risque. Alors la température, bien sûr, l'humidité aussi. Il y a aussi beaucoup. Có rất nhiều là chúng ta đã phải tốn rất là nhiều công để mà làm cái chai rượu vang, và đó là một cái công cụ để bảo vệ rượu vang. Chai rượu vang thì cũng không thể cứu nổi, không thể bảo vệ nổi rượu vang mà bảo lưu cả trăm năm. Nhưng mà đối với cái nút của rượu vang á, khi chúng ta mở rượu vang thì chúng ta có hai cái cách mà để đóng nắp rượu vang, nút bằng truyền thống. Và cái một cái nút mà chúng ta có thể tháo bằng vis, nút thiết, nút vặn. Và cả hai cái nút chai này thì cũng không thể nào giữ được lâu. Cái điều nguy hiểm đó là cái nút chai nó bị khô lại. Nhưng mà cái nút vặn thì nó lại bằng thiết, và là nó lại không phù hợp với lại cái chất axit ở trong rượu vang. Đối với cái nắp vặn bằng thiết đó thì chúng ta nên giữ rượu vang đứng để không cho nó tiếp xúc với rượu vang, thì nó sẽ không làm thay đổi rượu vang trong thời gian dài. Nhưng mà chúng ta cũng phần lưu ý đến các điều kiện về thời tiết bên ngoài. Cái chai rượu nó cũng phải tối một chút, và chúng ta phải lưu ý tới nhiệt độ. Chúng ta khi nào chúng ta uống thì chúng ta mua luôn rượu vang, thì chứ không phải là chúng ta mua một hẳn một chục chai rượu vang mà chúng ta để dành ở đó. Và khi chúng ta mở một chai rượu vang, mặc dù là chúng ta mua chai rượu vang đó từ cái siêu thị về, chúng ta nhìn cái màu chúng ta cũng sẽ biết là cái màu của rượu vang nó có bị oxy hóa hay không. Có cái chất liệu rượu vang, cái nước cho ta thấy là nó, cái màu rượu vang nó có ngon hay không. Rượu vang mà đỏ mà đã không còn cái màu đỏ nữa thì là nó hư rồi. Cái chất đỏ của rượu vang có thể biến đổi theo thời gian, nhưng nó vẫn còn thể có thể nhìn ra được màu đỏ. Nếu mà chúng ta không còn thấy rượu vang đỏ mà màu rõ nữa thì rượu vang đó là đã hư rồi, không sử dụng được nữa. Tôi muốn trở lại một chút về cái nút vặn và nút bần. Rượu vang với nút bần thì có thể là tốt hơn rượu vang và nút thiết hay sao? Không đúng như vậy. Chúng ta có những cái dòng rượu vang rất là lớn và họ dùng cái nút bằng thiết đó chứ không phải dùng nút bần. Và cái chai rượu vang được đóng bằng nắp bần hay là nắp thiết thì nó không có cho chúng. Rồi, xin được cảm ơn những chia sẻ từ các vị diễn giả của chúng ta. Và chắc là bây giờ chúng ta phải đến ngay với một phần mà tôi nghĩ rằng từ đầu chương trình đến giờ các vị khán giả của chúng ta cũng rất là chờ đợi. Xin mời phần trình diễn của ông Jean Bernard. Dạ.
Dạ, thật ra các vị diễn giả của chúng ta khi mà đến đây là mỗi người cầm theo một chai rượu vang đó quý vị. Bon, on va vous faire saliver. On va vous faire saliver parce que c'est nous qui allons déguster. Donc on voudrait vous montrer, donc je vais laisser Maxime et Vie, en fait, comment ouvrir une bouteille correctement. Donc une bouteille, ici c'est un vin blanc, un Chablis, donc avec capsule à vis. Et puis donc une bouteille de Côte-du-Rhône, la fiole, avec un bouchon en liège. Voilà, donc ils vont vous montrer un petit peu comment... Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là chúng tôi làm thế nào để mở chai rượu vang. Chúng tôi sẽ bắt đầu với ông Maxime và tôi sẽ mở cái nắp thiết. Crayon, une capsule. Nhìn thì có vẻ đơn giản hơn. Nhưng mà cần phải có ba điều chúng ta cần phải biết là... Và cái nút mà thiết này thì nó được vặn rất là chặt để chống tình trạng mà oxy tràn vào. Chúng ta phải cẩn thận là có thể cái thiết này nó sẽ cắt vào tay của chúng ta. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta mở cái nắp này ra. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải nắm cái phần ở phía bên dưới của cái bà thiết này mà chúng ta cắt ra. Bởi vì nếu không, bởi vì đây là cái phần này nó sẽ cắt rời cái nút thiết để chúng ta mở ra. Chúng ta đang mở một chai rượu vang của vùng Bourgogne là giống nho Chardonnay. Đây là vùng có Chardonnay giống nho màu trắng và có vị ngậy. Và đây là vùng ở cực bắc của Bourgogne, rất là lạnh vào mùa đông, mùa hè rất là nóng. Và nó đã tạo ra cái giống nho Chardonnay rất là tươi và có nhiều acid. Anh có thể cho tôi một cảm nhận về rượu vang này được không? Je vous montre comment on boit un vin. Quand on prend le vin, on boit tout de suite? Non. Quand on vous donne un vin du vin, on observe la couleur du vin. On ne met pas, on ne l'est pas tout haut. Ce n'est pas juste. Parce que cela va être influencé par la couleur, par la lumière. Donc, on ne met pas très haut le verre. Dans la lumière blanche, c'est idéal pour observer la couleur du vin. Ou on peut mettre près de notre chemise blanche ou on pencher vers 45 degrés pour observer la couleur du vin. Et est-ce que dans nos verres de vin, est-ce que c'est pur ou est-ce qu'il y a des impuretés? On observe, mais on ne boit pas tout de suite, mais il faut sentir avec le nez pour sentir des arômes. Quels sont les arômes contenus dans le vin? Est-ce que c'est acide? Est-ce qu'il y a de l'odeur de citron? Quand on sentit par le nez, on va pencher le verre du vin vers le nez. Mais il faut être prudent, il ne faut pas aspirer. Rồi. Mình ngửi xong mình lắc nhẹ cái ly và mình
ngửi lại một lần nữa thì mình sẽ cảm nhận được nhiều hơn những cái hương ở trong cái ly rượu vang của mình. Giống như ly rượu này thì Vi cảm nhận rất là nhiều những cái mùi như là mùi chanh vàng, mùi vỏ chanh, mùi bưởi, rất là nhiều cái mùi hoa trắng, cái mùi mình cảm nhận được xung quanh chúng ta. Không nhất thiết phải là mình cần phải ở bên nước ngoài rồi mình mới cảm nhận được rượu vang. Ly rượu vang hoàn toàn có thể là những cái mùi hương mà nó rất là thân thuộc với mình. Ví dụ mình hoàn toàn có mùi hoa trắng như mùi hoa sữa nè, mùi chanh xanh, mùi chanh vàng, mùi rất là nhiều những cái mùi hương rất là gần gũi với chúng ta. Thì sau khi mình ngửi xong thì sẽ bây giờ mình mới được uống. Thì khi mình uống thì mình cũng ngậm một cái ngụm vừa đủ vào trong vòng miệng của mình. Và để mình cảm nhận được hương rượu vang tốt hơn thì mình có thể rít một ít không khí vào trong vòng miệng của mình. Và sau đó mình cảm nhận mùi hương nó sẽ xộc ngược lên trên mũi. Thì lúc đó mình sẽ cảm nhận được toàn vẹn cái ly rượu của mình. Dạ, xin mời các vị diễn giả làm thử ạ. Step by step. Dạ, khán giả của chúng ta có thể học cách và về nhà chúng ta làm thực hành tại nhà. Alors on a un vin, ce qu'on attend à Chablis, en fait, donc. Đúng là rượu Chablis, tức là rất là thuần khiết, rất mát và có như là có nhiều chất khoáng ở trong đó. Cái chữ mineralité hơi của Pháp hơi giải thích hơi khó, bởi vì nó gợi nhớ. Chúng ta thấy nó rất là tươi mát. Đây là một loại vàng rất là ngon. Nó đọng lại trong miệng và chua, nhưng mà là một cái độ chua rất là ngon. Và tôi tưởng tượng là mình có thể dùng nó với những con với một loại sò sẽ rất là ngon. Đây, lúc nãy là anh có nói là rất là tươi mát. Tức là khi mà dùng cái loại rượu này, chúng ta có thể dùng bất kỳ một cái loại món ăn nào thức mà chúng ta dùng, chúng ta vắt chanh lên. Ví dụ như chúng ta ăn hải sản chẳng hạn. Lúc nãy tôi có nói đến một cái khái niệm mà rất là quan trọng. Đó là tính mineralité là gì? Giống như là nó thuộc về đá. Bản thân tôi chưa bao giờ ăn đá, ăn sỏi, cho nên tôi cũng không có thật sự biết là cái vị nó như thế nào. Nhưng mà khi mà uống loại rượu này thì chúng ta nghĩ đến sỏi, nghĩ đến đá, chúng ta nó có như là một cái vị mặn trong miệng, giúp gợi nhớ cho chúng ta là những cái gì mà ví dụ như là ở dọc bờ biển. Và chúng ta nếu mà muốn cảm nhận cái điều đó thì chúng ta có thể đến bên một cái thác nước. Và khi mà nước ở trên thác đổ xuống đá thì nó sẽ tạo cái hương vị như thế. Hay là khi chúng ta ở ngoài đường, khi mà một cái cơn dông sắp đến thì 5 phút trước khi mà mưa đổ xuống thì chúng ta sẽ nghe được cái mùi, mà cái mùi đó tiếng Pháp là chúng tôi gọi là mineral. Giống như chúng ta mài một con dao, thì chúng ta phải dùng một cái cục đá mài, thì chính là cái mùi đá mài đó là cái mùi mà chúng tôi trong tiếng Pháp gọi là mineral. Đó. Thì một khi chúng ta đã hiểu mùi đó như thế nào rồi thì phải cố gắng lần đầu tiên chúng ta cảm nhận được cái mùi đó, thì sau đó chúng ta sẽ nhận ra một cách dễ dàng hơn. Có lẽ chúng ta sẽ mở chai thứ hai. Vi mở nha. Đầu tiên ở đây chúng ta thấy có phần ở trên của chai.
chúng ta phải cắt ra. Ở đây chúng ta có một cái dấu ấn thì chúng ta có thể cắt ở trên hoặc ở dưới một chút. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải có công cụ. Đây là người bạn của người sommelier đây. Chúng ta dùng cái lưỡi để cắt cái phần ở trên. Chúng ta lấy ra một cách gọn gàng. Đây là một trong những việc mà một sommelier, tức là một chuyên gia về rượu, cần phải biết. Xong rồi, việc thứ hai. Chúng ta phải lấy... Chúng ta quay cái đồ khui này như thế này vào giữa. Đơn giản lắm, không có gì khó hết. Nhưng mà điều bắt buộc là phải cắm nó vào giữa nút chai. Và cái thứ hai là chúng ta phải cảm nhận được là chúng ta đã đẩy nó sâu đủ rồi. Bởi vì nếu không thì một á, là chúng ta sẽ làm bể cái nút chai. Mà cái điều đó thì bực mình lắm. Chúng ta phải... Xong rồi, chúng ta kéo xuống cái đầu xuống như thế này. Chúng ta kéo lên từ từ. Ở bình thường, không có ai mà giật mạnh để cho nó bay luôn đâu, không có đâu. Nếu mà chúng ta nghĩ là đã kéo cái nút chai lên được 90% rồi thì chúng ta dừng lại. Rồi chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng, khéo léo, chúng ta làm cho xong kéo lên như thế này. Tuyệt vời. Và người sommelier sẽ ngửi cái nút bần để xem là có cái gì mà không hay hay không. Bởi vì nếu nút bần không tốt, không có chất lượng thì đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của rượu. Và tại vì là nếu kịp thời thì là mình có thể nhận ra là cái loại cái chai này không ngon, không nên phục vụ và nên lấy một chai khác. Vậy là đây là rượu đỏ, không có vấn đề gì hết. Đúng là vàng đỏ nha. Màu rất thì đẹp, bóng bẩy, rượu trong, màu đỏ ruby, hơi đậm một chút, hơi nghiêng về màu của quả sơ ri đen. Maxim, anh tiếp tục nha. Cái màu sơ ri này là dấu hiệu của một loại vang từ 2 tuổi đến 4 tuổi. Chứ còn nếu mà chưa được 2 tuổi thì chúng ta sẽ có những cái ánh xanh. Còn nếu hơn 4 tuổi thì chúng ta, cái rượu vang đã được hơn 4 tuổi thì chúng ta sẽ có những cái ánh màu nâu trong màu của rượu. Ta có cảm giác tươi mát, rất là đặc thù của loại nho ở cái vùng này, tức là loại Grenache hay là Sierra. Và đôi khi chúng ta cảm giác có một cái hương thoang thoảng, mùi tiêu, hương tiêu. Và chúng ta có cảm giác như chúng ta sắp ách xì. Và đây là một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Đây là một loại vang mà là biểu trưng của vùng đất đó. Vậy mình thưởng thức nha. Dạ, xin lỗi khán giả là mình nhìn chứ mình không có được uống. Rõ ràng là có hương hoa quả trong rượu này. Và đây là một cái loại mà gọi là loại rượu tròn. Có nghĩa là không cần phải làm thêm một cái gì nữa, hoàn toàn có thể dùng với thịt nguội.
thịt nguội Pháp mà thịt nguội của Việt Nam cũng sẽ rất là ngon. Đó là một loại vang có thể uống với rất nhiều món, chứ không phải riêng món nào. Đây là một loại vang có làm cho mình có cảm giác là tròn, dịu. Có thể dùng để ăn với thịt nướng hay ăn với thịt xiên. Bạn có muốn bổ sung không? Như hai anh bạn của tôi vừa thử rượu và khi mà mình cảm nhận mình sẽ thấy được những cái hương vị nó rất là gần gũi. Như là đây là một ly rượu vang từ miền Nam Rôn và mình sẽ cảm thấy là nó độ tannin, độ chát nó không quá cao. Nó rất là tròn trịa, rất là đầy đặn và nó rất là dễ để mình có thể kết hợp với một món ăn. Và ví dụ nếu mình chọn một món ăn châu Á thì nếu Vi sẽ chọn là heo quay, món heo quay. Dạ. Chung bởi vì heo quay thì mình sẽ cảm nhận được cái độ... độ ngấy của thịt nó sẽ không quá nhiều, nhưng mình sẽ có một tí xíu giòn ở da, một tí xíu mỡ. Và khi mình kết hợp chung với một ly rượu đỏ như thế này thì thật sự là rất là tuyệt vời. Nhưng mình không nói nữa đâu, tại vì rất là đói. Rồi chúng ta sẽ về nhà và thử liền đi quý vị ơi. Và phần dạ, dạ, xin mời ông. Voilà, exactement. Et avec du canard aussi ça irait très bien. Je vois bien ça avec du canard. Et puis l'important, điều quan trọng, tôi muốn kết thúc. Điều quan trọng nhất là hãy uống món rượu mà quý vị thích. Đó là điều quan trọng nhất. Je vous remercie nos intervenants aujourd'hui et les expériences pour nous donner des informations et des expériences pour déguster les plats qui vont avec le vin et pour découvrir aussi les valeurs du vin. Je vous remercie M. Jean Bernard Baudry, je vous remercie Mme Lê Hoàng Khánh Vy, Mme Tôn Thiện Thanh Oanh. Vos partages sont riches. Je vous remercie nos spectateurs, tous ceux qui ont participé à notre table ronde. Trong một dịp gần nhất ạ, xin được cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.